Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện gia phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử hệ Chi Lăng. Tập 32. Chương 311. Tẩu đừng nhiều lời. Nghe Lưu Trường nói vậy, Lưu Hằng cũng trầm tư, đệ muốn để ta đi kháng cự Nam Việt à? Không, đệ muốn tứ ca đi tiêu diệt Nam Việt. Lưu Hằng cười, ta làm gì có bản lĩnh ấy. Lưu Trường không để ý lời của hắn, phương Bắc có đệ, không phải lo, nhưng phương Nam, trọng phụ đọc sách nhiều, là người uyên bác, nhưng trọng phụ không thiện chiến, huống hồ tuổi cũng đã cao. Nước Trường Sa và nước Kinh đã xóa bỏ, dựa vào một nước Ngô và mấy quận thủ kháng cự. Nếu Lục Ca có thể hiệu triệu các quận thủ, để họ đồng lòng thì không thành vấn đề, nhưng Lục Ca không làm được việc ấy. Huynh ấy không có uy vọng, cũng không có năng lực. Nhị ca và hoàng hậu có một nhi tử, cùng mỹ nhân khác có hai nhi tử, chỉ là bọn chúng đều quá nhỏ. Nếu như đợi bọn chúng lớn lên, phái bọn chúng tới phương Nam, chẳng biết phải đợi bao năm. Trong tông thất, có năng lực tiêu diệt đại loạn phương Nam đại khái chỉ có Tứ Ca và Yến Vương thôi. Có điều nước Yên cũng cần một vị quân vương mạnh mẽ. Lưu Hằng lần nữa lắc đầu, ta chưa từng nghe nói chư hầu có thể đổi đất phong. Tứ Ca, đệ từng đọc Hàn Phi Tử, chế độ nào cũng phải thay đổi theo thế cục, chứ giữ khư khư mãi một kiểu thì không phải chế độ tốt. Hả, đệ còn đọc Hàn Phi Tử cơ à? Ha ha ha, học thuyết bách gia, đệ không tinh thông, nhưng đều đọc qua không ít. Là quân vương không cần vùi đầu nghiên cứu, đọc chút sách, biết được suy nghĩ quần thần, hiểu ít đạo lý trị quốc là được. Đệ nói đúng lắm. Lưu Hằng cực kỳ tán đồng những lời này của Lưu Trường. Trường đệ, đệ không phải là người ngoài, ta không sợ Ngô Việt hoang vu, cũng nguyện cùng đệ bảo vệ triều đình chống ngoại địch. Chỉ là muốn làm được chuyện này không dễ. Tuy hắn không nói hết, nhưng Lưu Trường hiểu, chỉ cần Tứ Ca không phản đối, chuyện này giao cho đệ làm. Đi thôi, tẩu. Lưu Trường đang nói đột nhiên kêu lớn. Tiếp đó có một mỹ phụ tươi cười đi từ phòng trong ra, bái kiến Lưu Trường. Mỹ phụ này chính là Lữ phu nhân của Lưu Hằng. Ừm, là thê tử mà Thái hậu an bài cho hắn. Thái hậu còn an bài một phi tử khác, trước kia là cung nữ theo Thái hậu. Lữ phu nhân ngồi bên Lưu Hằng nói, Đường Vương tới thì ở thêm vài ngày nhé. Người Lữ gia rất thân với Lưu Trường. Lưu Trường hỏi, nếu Tứ Ca tới nước Ngô, tẩu có nguyện đi không? Nước Ngô. Lữ phu nhân thần sắc mù mờ, nhìn sang Lưu Hằng, lớn tiếng chất vấn, thế này là sao? Lưu Hằng bình tĩnh đáp, Trường đệ nói, muốn ta đổi đất phong sang nước Ngô, trấn thủ phương Nam. Sắc mặt Lữ phu nhân tức thì khó coi, nhưng ngại Lưu Trường không phát tác, chỉ hỏi, không biết bọn ta đắc tội gì với Đường Vương mà phải tới vùng man hoang. Lưu Trường cũng khó chịu, không biết sao đám thân thích Lữ gia, đúng là đời sau kém hơn đời trước. Giờ nhìn lại mới thấy Kiến Thành Hầu không ngờ là người tài trong đám này rồi, tuy không ít, khuyết điểm, nhưng còn có thể làm việc, có gan, chưa bao giờ do dự. Còn vị phu nhân này, căn bản không cách nào lấy so với Thái hậu. Chư hầu vương vì thiên tử chăn dân một phương, sao có thể tham an lạc phú quý. Lữ phu nhân không dám nói Lưu Trường, đẩy Lưu Hằng bảo hắn nói. Lưu Hằng sắc mặt bình thản, chuyện này e ta không thể đồng ý. Lữ phu nhân thở phào. Lưu Trường đứng bật dậy, lớn tiếng quát, chuyện này huynh không muốn cũng phải đồng ý, nếu không khỏi làm vương nữa, tới Trường An làm hầu gia càng yên ổn hơn đấy. Lưu Hằng hiểu ý ngay, phối hợp làm vẻ phẫn nộ, ngươi là ấu đệ của ta, sao dám ăn nói với ta như thế? Về tư, huynh là huynh trưởng, nhưng ở quốc sự, đệ đứng đầu chư hầu vương, không phải nể ai. Lưu Trường giống lên, Lữ phu nhân sợ hãi, nếu người khác dám quát tháo trong vương cung thì nàng đã phái người đuổi đi, nàng dám mắng cả quốc tướng Phó Khoan. Nhưng Lưu Trường thì khác, chỗ dựa của nàng tới từ Lữ Hậu, sau lưng Lưu Trường cũng là Lữ Hậu mà Lưu Trường tất nhiên càng thân hơn, nàng hiểu điều ấy, Đường Vương, chớ tổn thương tình huynh đệ. Hừng, ta nhất định đem chuyện nơi này nói với Thái Hậu. Thấy Lưu Trường giận như thế, Lữ phu nhân hết cách, lần nữa đẩy Lưu Hằng, đánh mắt về phía y. Lưu Hằng bấy giờ mới lên tiếng, Trường đệ chớ trách, ta không có ý gì khác. Chỉ e thê nhi không chịu được cái khổ này. Lưu Trường nhìn về phía Lữ phu nhân. Lữ phu nhân xưa nay luôn cường thế nhưng không dám nói thêm gì. Cười gượng, ta cũng không phải là không muốn, chỉ là con cái còn nhỏ. Tẩu có tài năng như Thái hậu không? Không. Vậy sức khỏe huynh trưởng đệ có tốt không? Tốt. Nếu là thế quốc gia đại sự, tẩu đừng nhiều lời. Được.
Lữ phu nhân hậm hực bỏ đi, bấy giờ Lưu Trường mới cười với Lưu Hằng, tứ ca, chuyện này quyết định thế đi, để đệ về thương lượng với A Mẫu, để huynh đi nước Ngô. Nước Hàn quá nhỏ, huynh không có cơ hội thi triển tài năng, mà nước Ngô lại cần quân vương tài năng, vừa vặn để huynh tận tình thi thồ. Tới khi đó huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, diệt cả Nam Việt, Mân Việt gì đó. Lưu Hằng nheo mắt hỏi, Triệu Đà đang ở đâu? Huynh trưởng muốn gặp ông ta sao? Đi theo đệ. Lưu Trường dẫn Lưu Hằng tới biệt viện, y không muốn lưu truyền những lời Triệu Đà nói, không nói với ai cả, trừ Sở Vương, Quý Bố, Lục Giả, mọi người không biết việc này. Khi họ gấp gáp tới biệt viện, Trương Bất Nghi đang đứng gác ở cổng không nhúc nhích. Thấy Lưu Trường tới, Trương Bất Nghi vội tới bái kiến nhưng chỉ gật đầu với Lưu Hằng, vô lễ tới cực điểm. Ông ta có thành thật không? Nghe vậy Trương Bất Nghi rất tức giận nói, Đại Vương, lão đó rất vô lễ, thần ở trong trông lão. Lão không ngờ sỉ nhục Đại Vương, nói là đại phụ của Đại Vương, thần sao nhịn nổi. Lưu Trường trợn mắt, ngươi đánh ông ấy à? Không ạ, dù sao ông ấy tuổi cao, thần chửi nhau nửa ngày, tức quá liền đánh hai cận thị của ông ấy. Lưu Trường dẫn Lưu Hằng vào trong phòng, Triệu Đà đang tức giận ngồi ở thượng vị. Ta tới bái kiến thiên tử, sao có thể chịu sỉ nhục thế này? Trường, cháu gọi Trương Bất Nghi vào đây, xem hắn còn dám mắng ta không? Triệu Đà kêu lớn, Lưu Trường ho vài tiếng chỉ Lưu Hằng, đây là Hàn Vương. Lưu Hằng cũng đang đánh giá ông già này, đi lên hành lễ bái kiến, Triệu Đà vội gọi Lưu Trường tới đỡ mình trả lễ. Hai người ngồi đối diện nhau, Triệu Đà lại sai Lưu Trường đi chuẩn bị đồ ăn, như ông ta mới là chủ nhân ở đây. Lưu Hằng bất ngờ là, Lưu Trường lại bị Triệu Đà sai bảo, biến thành cận thị. Sớm nghe uy danh Nam Việt Vương, hôm nay may mắn được gặp, không biết cơm nước có vừa miệng không. Lưu Hằng cười nói với Triệu Đà, không ngờ rằng hai người họ trò chuyện rất hợp ý, nói từ tình hình địa phương nói tới quân sự, lịch sử rồi kinh điển Bách Việt. Lưu Trường đứng bên biến thành người ngoài nhìn bọn họ càng nói chuyện càng vui, Triệu Đà thiếu chút nữa thì xưng huynh gọi đệ với Lưu Hằng, nói tới cao hứng sai Lưu Trường đi chuẩn bị rượu, ông ta trò chuyện tiếp. Hai người này đúng là cái gì cũng biết, Triệu Đà tuổi cao, có bản lĩnh đó không lạ, nhưng Lưu Hằng được bao tuổi đâu. Vậy mà Triệu Đà nói gì hắn cũng tiếp lời được. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 312, Triệu Bình và Trương Bất Nghi đời 2. Từ biệt viện đi ra, Lưu Trường dìu Lưu Hằng đã say khướt. Huynh trưởng, sao huynh cũng giống như y thế, uống chút rượu là nói hết ra ngoài. Vừa rồi đệ ra hiệu mấy lần mà huynh vẫn nói, thiếu chút nữa nói luôn bố trí quân đội ở Trường Sa rồi. Lưu Trường trách móc, được rồi, không cần đỡ nữa. Lưu Hằng nói rõ ràng, làm gì có chút say nào, Lưu Trường ngớ ra, huynh giả say. Lưu Hằng nghiêm mặt nói, người này không đơn giản, có điều cũng không cần phải lo, ông ta có tài năng, có khí phách, nhưng ở đất Nam Việt, ông ta không cách nào thi triển được. Nếu người này ở Trung Nguyên có lẽ sẽ là cường địch của A Phụ. Hà Lưu Trường bất ngờ, Trường, ta đồng ý tới nước Ngô, lục đệ ở đó không phải chuyện tốt, chỉ cần lệnh cấm còn, Nam Việt sớm muộn cũng thử cướp bóc. Trường Sa phòng bị tốt, nếu họ qua Mân Việt tập kích nước Ngô, lục đệ sẽ bị liên lụy. Đệ biết đấy, Thái Hậu xưa nay không thích hắn, nếu bị Nam Việt phá vài huyện vậy không đơn giản là biếm thành hầu đâu. Trung Nguyên có Lưu Khôi phòng bị, bảo vệ thiên tử vậy là đủ. Ta nghe lời Triệu Đà nói vừa rồi, quân đội của ông ta vẫn tập trung phía Trường Sa, tình hình bộ tộc vẫn nghiêm trọng, ven biển đều trống. Lưu Trường gật đầu, được, cứ quyết định như thế, sau khi đệ về sẽ tấu lên chuyện này. Hai huynh đệ giao hẹn xong liền về nghỉ ngơi. Tới tối, Lưu Hằng vừa về vương cung thì quốc tướng Phó Khoan đang đợi, vì biểu hiện ngả về lữ thị của Lưu Hằng, nên Phó Khoan là quốc tướng, không bị triệu tới Trường An. Phó Khoan lúc này không còn trẻ nữa, mày nhíu chặt, Đại Vương đêm khuya triệu kiến, không biết có chuyện trọng yếu gì. Lưu Hằng bình tĩnh nói, Trường đệ muốn ta tới nước Ngô làm vương. Phó Khoan ngớ người, trước nay chưa từng có tiền lệ ấy. Trước kia cũng làm gì có tiền lệ luân chuyển đại thần. Vậy Đại Vương thấy sao? Lưu Hằng ngẩng đầu lên mắt lấp lóe sáng, quả nhân ở Hàn như thú bị nhốt, nước Hàn quá nhỏ, đất có một quận, dân không quá 10 vạn. Xung quanh không có đất ngoài, quả nhân suốt ngày tiếp xúc với thương cổ, đây không phải đất anh hùng dụng võ. Nếu có thể tới Ngô liền có thể thi triển thao lược,
Nam Trinh Mân Việt, Nam Việt, Dạ Lang, giáo hóa ngoại dân, thi hành vương giáo, dẫn quân mở rộng bờ cõi, lập công huân cái thế, đó mới là điều đại trượng phu nên làm. Trong số nhi tử của Lưu Bang không chỉ Lưu Như Ý có hùng tâm tráng trí, Lưu Hằng cũng có, chỉ là khi không có cơ hội, hắn không dễ dàng biểu hiện ra, một khi có cơ hội, hắn không buông tay, thậm chí vì chí hướng hắn có thể trả bất kỳ giá nào. Hắn mới là nhi tử hoàn mỹ của Lưu Bang và Lữ Hậu, kế thừa ưu điểm của hai bên, không kế thừa khuyết điểm. Không giống vị đại vương nào đó, chỉ kế thừa khuyết điểm, chẳng kế thừa được ưu điểm nào. Đây là lần đầu tiên Lưu Hằng nói ra suy nghĩ thực của mình, Phó Khoan cũng phải kinh ngạc, nhưng ông ta cũng rất kích động. Nhưng đại vương không phải đường vương làm gì cũng không phải kiêng kỵ, còn đại vương chỉ cần làm xuất sắc một chút là bị chèn ép. Nước Hàn nhỏ thì không sao, nhưng tới nước Ngô thì khác. Lưu Hằng nheo mắt, mấy năm qua quả nhân thận trọng mọi bề, làm việc quy củ, nhưng giờ khác rồi. Thái hậu nắm thực quyền, với chính lệnh thế này không cần lo chư hầu làm loạn. Huống hồ bên ta đều là người Thái hậu, lại có trưởng đệ. Nam Việt làm Thái hậu vô cùng phẫn nộ, đây là thời cơ tốt, nếu bỏ lỡ không biết phải đợi bao năm. Phó Khoan trầm tư một lúc rồi gật đầu, vậy đại vương định làm thế nào? Chuyện này phải làm phiền quốc tướng rồi, xin quốc tướng dâng thư từ quan, nói chuyện Lữ phu nhân. Vâng, Phó Khoan hiểu ngay, ai, làm khó quốc tướng rồi. Không, đại vương nhất định làm nên chuyện lớn, thần nguyện vì đại vương mà chết. Hôm sau Lưu Trường chuẩn bị đi, tới cáo biệt huynh trưởng, thằng nhóc Lưu Khải lại quấn lấy, trọng phụ, nhất định phải tặng chó săn cho cháu nhé. Yên tâm đi, chỉ cần cháu nghe lời phụ mẫu, ta nhất định phái người đưa tới cho cháu. Lưu Trường xoa đầu thằng nhóc, lại đứng dậy nhìn Lưu Hằng, huynh trưởng bảo trọng, không lâu nữa chúng ta gặp lại. Lưu Trường dẫn đoàn người rời nước Hàn. Triều Thác lúc này theo sát bên Lưu Trường, mấy xá nhân đều kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Lưu Trường cười nói, đây là người Hàn Triều Thác, Trương Bất Nghi, đồng hương của ngươi đấy, một người trẻ tuổi có tài. Triều Thác lạnh lùng hành lễ với xung quanh, chẳng hề có nửa phần thân thiết. Pháp gia và Nho gia còn có một điểm khác biệt, bọn họ không thích kết bè kết đảng, tức là cố ý xa lánh đồng liêu, sẽ không quá thân cận với người khác. Theo tư tưởng của họ, đại thần quá gần gũi nhau sẽ bao che nhau, giấu giếm quân vương, bởi thế một khi phát hiện là nên giết luôn. May mà các xá nhân của Lưu Trường cũng thấy nhiều rồi, trước kia thái độ của Giả Nghị với bọn họ không tính là tốt, cho nên bọn họ không giận Triều Thác. Trương Bất Nghi tò mò hỏi, ngươi là người Hàn à, ở đâu? Dương Dịch. Ha ha ha, ta là người thành phụ, chúng ta có thể coi là cùng quê một nửa đấy. Triều Thác chẳng hề nể mặt xá nhân này, hắn khó chịu nói, thế thì sao, là xá nhân không nghĩ làm sao hầu hạ quân vương, lại đi lôi kéo đồng liêu, đây là hành vi gian thần. Trương Bất Nghi sững người, muốn phản bác, lại thấy tên này nói có lý, nên không nói lại được. Thấy Trương Bất Nghi thua thiệt, Loan Bố cười to, đây nhất định là người Pháp gia, Bất Nghi, ngươi tìm được đồng đạo rồi. Giả Nghị lại cau mày khó chịu, thân tử hòa thuận, đồng tâm hiệp lực mới có thể giúp đỡ quân vương, nếu tranh đấu với nhau, còn nói gì tới trị quốc. Đồng tâm hiệp lực không nhất định có quan hệ riêng tư, đồng tâm hiệp lực giúp đỡ quân vương là điều đại thần nên làm, không nên xuất phát từ tình riêng, mà là từ trắc trách sứ mệnh. Ta nói tình riêng không có nghĩa là phải giao hảo, mà là không hại lần nhau, ngươi như các hạ không thể được đồng đạo tương trợ, không được thuộc hạ toàn lực giúp đỡ, chắc gì hoàn thành được quân chủ giao dặn. Cả hai đều tuổi trẻ nóng tính, một nho một pháp, coi như chướng mắt nhau rồi. Quý Bố bình tĩnh nhìn cảnh này, cười với Trương Bất Nghi, người Hàn các ngươi đều như vậy à? Chuyến này Triệu Công đau đầu rồi, một Trương Bất Nghi đã không chịu nổi, giờ lại thêm một kẻ quá hơn. Triều Thác không giống các xá nhân khác, hắn theo sát bên Lưu Trường, một tấc không rời, Lưu Trường khát, hắn mang nước tới, Lưu Trường đói, hắn vội lấy thịt ra. Những xá nhân khác nói đùa với Lưu Trường, hắn mắng mỏ, nói các ngươi là thần tử, sao ăn nói như thế? Cả Chu Thắng Chi và Lữ Lộc cộng lại cũng không bằng tên này, vị trí chân chó số 1 bị cướp mất rồi. Mà hắn giống tính Trương Bất Nghi, hoàn toàn không để ý tới người khác, trong mắt chỉ có quân vương. Khi Lưu Trường cùng bọn họ bàn tới việc để Tứ Ca làm Ngô Vương, Trương Bất Nghi mừng lắm, định nói, Triều Thác cướp lời, đại vương đây là chuyện tốt. Có thể bảo nước Ngô nhường vài huyện cho đại đường, chúng ta thao luyện quân đội ở đất Ngô, dùng vũ khí nước đường trang bị cho họ. Như thế có thể thôn tính Mân Việt, Nam Việt, hiệu lệnh Sở Ngô.
Trương Bất Nghi há hốc mồm nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không biết làm sao. Giả Nghị mắng, đây là chuyện quốc gia, sao ngươi có thể mang tâm tư như thế, tên gian tặc. Đại vương, xin giết hắn ngay. Hừng, làm thần tử không vì quân vương, vì giữ mình mà che giấu bản thân, loại đó mới là gian tặc. Đại vương loại thần tử, này không có tác dụng gì. Lưu Trường nhìn họ, đây là Triệu Bình và Trương Bất Nghi đời hai đấy à? Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, Người đã đi rồi. Khi đám Lưu Trường lần nữa tới quan nội thì thời tiết lại giá rét rồi. Thời đó là vậy đấy, mà Lưu Trường đi còn nhanh, chứ chậm một chút thì khả năng đi về mất 2-3 năm rồi. Lưu Trường thở dài, Loan Bố nói, Đại Vương có phải nhớ Thái Hậu không? Vài ngày nữa tới Trường An rồi, Đại Vương không cần như thế. Lưu Trường lắc đầu, đúng là ta nhớ A Mẫu, có điều không phải vì chuyện ấy mà thở dài, hoa quả nhà Hợp Dương Hầu năm nay, ta không kịp ăn rồi. Đại Vương yên tâm đi, đám Á Phu nhất định để lại cho chúng ta không ít. Hạ Hầu Táo tự tin nói, ai, ăn vào mùa này làm gì còn vị nữa. Đúng thế Đại Vương, có điều dọc đường chúng ta ăn không ít món ngon các nơi, cũng không tệ. Mấy tên kia bàn bạc món ăn, Lưu Trường tuyên bố, sau này đợi ta về đất Phong sẽ hạ lệnh các nơi phải hiến đồ ăn cho quả nhân. Đúng, kẻ nào dám không đưa, chúng ta đi diệt quốc của hắn. Phàn Kháng la lớn, Loan Bố ngẩng đầu nhìn trời cao thở dài. Còn lúc này Giả Nghị và Triều Thác ở phía sau đội ngũ đang giao lưu thân thiết, trao đổi học vấn. Vốn Triều Thác theo sát Lưu Trường, nhưng vì họ luôn cãi nhau làm Lưu Trường bực mình nên bảo cả hai xéo ra sau mà cãi nhau. Cả hai đang thổ lộ cho đối phương cái nhìn về học thuyết của nhau. Tiện nho, loạn thế cầm thú, đố kỵ, ác huyền. Triệu Đà ngồi trên xe hứng thú xem họ tranh cãi, thi thoảng vỗ tay khen hay. Chợt phương xa có tiếng vó ngựa vang vang, tiếp theo đó là một đoàn kỵ sĩ xuất hiện, Lưu Bất Hại vội vàng an bài phòng thủ, các thân binh bày trận quanh Lưu Trường. Lưu Trường nheo mắt nhìn những kỵ sĩ kia, đám kỵ sĩ xông tới trước Lưu Trường mới dừng lại. Trong đó một người tung mình xuống ngựa, vội vàng chạy tới. Bái kiến Đường Vương, quả nhân nhận ra ngươi, không phải là ngươi phụ trách tuần tra ở Nam Quân à? Sao đột nhiên biến thành Bắc Quân thế? Lưu Trường nhận ra người đó bái lại, nhờ ơn bệ hạ, thần vinh thằng đồ úy. Đại Vương, xin hỏi Triệu Đà có đấy không? Có. Trên trước mắt là kẻ năm xưa lúc nào cũng truy đuổi Lưu Trường ở Trường An. Lưu Trường chỉ phía sau, nói, Triệu Đà ở phía sau. Ngươi tới đây làm gì? Phụng chiếu lệnh Thái Hậu, đưa Triệu Đà về Trường An. Thừa thãi, chẳng lẽ ta mang Triệu Đà chạy về nước Đường? Người kia vội nói, Đại Vương, thần phụng mệnh tới bảo vệ Nam Việt Vương, hộ tống tới Trường An, xin Đại Vương chớ hiển lầm ạ. Ý ngươi là quả nhân không bảo vệ được Triệu Đà. Chẳng lẽ ở quan nội có đạo tặc uy hiếp được quả nhân? Người kia không nói ra lời. Lưu Trường hừ lạnh một tiếng tiếp tục lên đường còn đám kỵ sĩ Bắc Quân đi theo. Vì bọn họ mở đường, Loan Bố tới bên Lưu. Trường nói nhỏ, Đại Vương, nếu tới Trường An, những kỵ sĩ này muốn đưa Triệu Đà đi, xin lệnh cho thần và Trương Bất Nghi đi cùng. Lưu Trường không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi bọn họ tiếp cận Trường An, từ xa đã thấy một đoàn người nghênh đón, có điều không phải đại thần trong triều mà là quần hiền Trường An. Trần Mãi cầm đầu đám này đang cười rách miệng, cả đám hú hét chạy tới, Đại Vương. Đại Vương! Cứ như đàn khỉ ở Hoa Quả Sơn. Lưu Trường cười lớn, vội vàng xuống ngựa gặp quần hiền. Bọn họ có vô số lời nói không hết, Lưu Trường được đám đông xúm quanh đi về phía Trường An, Phan Thị Nhân nói không ngừng. Đại Vương, bọn thần nhớ chết mất, không có Đại Vương, bọn thần muốn chơi cũng không được, các huynh đệ căn bản không tụ tập nổi. Thần nửa năm rồi chưa gặp tên Trần Mãi này. Còn cả Lữ Chủng nữa, hắn không ra gặp chúng ta. Phan Thị Nhân nói xấu một đống. Trần Mãi chỉ cười, đứng ở một bên, hắn sắp tuổi lập quan rồi, nếu không có Lưu Trường, thực sự không chơi được với đám trẻ con này. Trong quần hiền Chu Thắng Chi nhiều tuổi nhất, một năm nữa là lập quan, năm nay 19 rồi, đám Trần Mãi, Phàn Kháng gần như thế. Quán A tương đối nhỏ, chỉ 13-14, đúng là không chơi được với nhau. Phàn Thị Nhân tuổi ngang Lưu Trường. Lưu Trường kể chuyện mình trải qua trong chuyến đi này, cái gì mà đánh nhau với gấu dữ, gì mà bắt Nam Việt Vương giữa vạn quân, quần hiền nối nhau tán thưởng.
Đúng lúc này đám kỵ sĩ Bắc quân muốn đưa Triệu Đà đi, Lưu Trường nói, Loan Bố, Trương Bất Nghi, các ngươi đi theo Nam Việt Vương, ông ấy tuổi cao, bên cạnh không thể thiếu người chiếu cố. Loan Bố và Trương Bất Nghi lập tức vâng lệnh đi theo, tướng sĩ Bắc quân định nói gì, nhưng thấy sắc mặt Lưu Trường thì không dám nhiều lời, dẫn người đi. Quả nhân không hiểu, ngay cả chư hầu vương như ý trở về còn có người nghênh đón, quả nhân đường đường là đường vương, sao không có đại thần nghênh đón. Thiên tử không tới đã đành, dù sao trời giá lạnh, vì sao đám quản anh, Trần Bình đều không tới. Trần Mãi cười nói, đại khái vì sợ đại vương nên không dám tới. Sau khi quả nhân đi, trong thành xảy ra chuyện gì? Trần Mãi cảm khái, đại vương, Tào tướng qua đời rồi. Mặt Lưu Trường tức thì cứng đờ. Tiếp đó Trần Mãi nhìn về phía Lưu Tha Chi, ngươi phải kiềm chế, Lô Công cũng đi rồi. Cái gì? Lưu Trường cả kinh, Lưu Tha chỉ thoáng cái mặt trắng bệch, đờ đẫn nhìn bọn họ, ta vì sao không biết? Di ngôn của Lưu Công không được ảnh hưởng tới ngươi làm đại sự, không cho bọn ta nói. Đừng đau buồn, Lưu Công đi êm ái. Đại phụ, Lưu Tha Chi khóc giống lên, mọi người vây quanh hắn an ủi, Lưu Trường ngửa mặt thở dài, nói với người phía sau, quả nhân tới Lưu Phủ một chuyến, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trần Mãi đuổi theo nhắc, đại vương, Tào Phủ, Tha Chi vì ta mà không thể gặp đại phụ, ta phải dẫn hắn đi thỉnh tội với Lưu Công. Lưu Trường nghiêm mặt, mọi người lên ngựa chạy vào thành, sĩ tốt cổng thành. Đại khái đã được tin đường vương sắp về nên khi thấy đám người phóng ngựa tới thì lấy tốc độ nhanh nhất mở cổng thành, sơ tán mọi người, tránh gây cản trở. Một cảnh chó chạy gà bay quen thuộc tái diễn. Mọi người ngựa không ngừng vó tới Lưu Phủ, Lưu Tha Chi gào khóc chạy vào trong, người trong phủ ra đón, ôm nhau khóc. A phụ của Lưu Tha Chi dẫn hắn tới trước linh cữu của Lưu Quán, hắn lần nữa khóc to, Lưu Trường quỳ xuống yên tĩnh nhìn linh vị. Trong lòng Lưu Trường cũng đau thương, nhưng y biết đây là chuyện sớm muộn, những người đi theo A phụ tác chiến năm xưa đều già rồi, có rất nhiều người đã đi theo A phụ. Trong đó có người căm ghét A phụ, có người trung thành với A phụ, có cương chính, có ôn hòa. Bất kể thế nào, hy vọng linh hồn bọn họ được yên nghỉ. Lưu Trường nhìn linh vị, như thấy Lưu Quán cười với mình. Trọng phụ, người yên tâm, cháu sẽ chiếu cố tốt cho người nhà trọng phụ, cháu sẽ coi Tha Chi như huynh đệ ruột thịt của mình. Lưu Trường khấu đầu ba cái, an ủi Lưu Cha Chi, bảo hắn yên tâm ở nhà với phụ mẫu rồi dẫn mọi người rời phủ. Ôi, Lưu Quán cùng A phụ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lớn lên cùng A phụ. Sau khi A phụ đi, ông trở nên ít nói, cơ bản không xử lý chuyện trong triều. Lưu Trường thi thoảng tới thăm ông, Lưu Quán nắm tay y kể chuyện mình và Cao Hoàng đế lúc còn nhỏ. Kể hết lần này tới lần khác, trăm lần không chán, Lưu Trường cũng chưa bao giờ thấy phiền, chăm chú nghe ông kể. Nay ông đi tìm hảo huynh đệ của mình rồi, tiếp theo nên tới Tào Phủ. Đối với Tào Tham, tình cảm của Lưu Trường rất phức tạp. Một mặt Lưu Trường rất kính phục ông già này, toàn thân ông ta đầy thương tích nói lên công lao kinh người của ông ta là người quật cường, thậm chí dám đối đầu với Thái Hậu. Năm xưa ông ta cũng là đại thần duy nhất dám bắt Lưu Trường, bọn họ luôn đối nghịch nhau. Lưu Trường không thích ông ta làm chuyện gì cũng tự ý quyết định coi thường thiên tử, mà Tào Tham không thích Lưu Trường ngông nghênh, cầm đầu phạm pháp, bất kể thế nào thì người cũng đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 314, thằng nhãi Lưu An này là ai? Lưu Trường chỉ có chút bi thương trong lòng, nếu mình sinh sớm mấy chục năm, có lẽ sẽ thành bằng hữu rất thân thiết với Tào Tham. Quan trọng là Tào Tham qua đời rồi, Tào Xu hẳn là thương tâm lắm, mình lại không thể ở bên nàng lúc ấy, lòng áy náy. Y chẳng qua chỉ là tính vô tâm thôi, lúc nghĩ tới cũng nhớ lắm. Khi Lưu Trường tới Tào Phủ liền kinh ngạc phát hiện, đại môn Tào Phủ khóa chặt. Chuyện này là sao? Tào Xu đâu? Người nhà Tào Tham đâu? Trần Mãi vội đi tới đáp, đại vương, nhi tử của Tào Công đã chuyển đi lâu rồi, đón cả mẹ đi. Còn về Tào Phu Nhân, trước khi Tào Công qua đời liền bị đưa về Hoàng Cung, không có tin tức nữa. Nghe, câu này Lưu Trường hết sức nóng ruột. Sao lại đột nhiên đón vào Hoàng Cung? Bọn thần không biết. Về Hoàng Cung, Lưu Trường hướng về phía Tào Phủ bái lạy, lập tức lên tuấn mã, vội vã phóng về phía Hoàng Cung. Nếu Tào Công qua đời, Tào Xu đưa về Hoàng Cung còn hiểu được,
nhưng theo lời Trần Mãi nói thì nàng bị đưa đi trước khi Tào Tham qua đời. A Mẫu luôn không thích nàng, vì sao lại đón nàng vào cung? Chẳng lẽ cái chết của Tào Tham có liên quan tới chuyện này? Trong lòng Lưu Trường càng lúc càng cấp thiết, khi y xông tới cổng hoàng cung thì mấy xá nhân đã đợi sẵn. Các ngươi về đường vương phủ trước, ta tới tìm các ngươi sau. Lưu Trường nói xong thì vội vội vàng vàng vào cung. Khi y đi trong hoàng cung quen thuộc, cận thị gặp phải rối rít hành lễ bái kiến, y mặc kệ đi nhanh về tiêu phòng điện. Ở cửa tiêu phòng điện, Lưu Trường gặp được Lưu Kiến. Thất ca. Lưu Kiến hết sức vui vẻ lập tức nhào vào lòng y, Lưu Trường bế nó lên hỏi vội, Kiến, đệ biết thất tẩu đệ ở đâu không? Thất tẩu là ai? Chính là thê tử ta. À, biết, biết, tẩu ấy ở tiêu phòng điện. Lưu Trường thở phào, béo má Lưu Kiến, thằng nhóc này ăn gì mà béo thế, cẩn thận biến thành như ngũ ca đấy. Lưu Kiến cười ngốc nghếch, thất ca mang về cho đệ quà gì? Quà à, đệ nhớ ta cỡ nào? Cực, cực kỳ nhớ. Thật đấy, đệ rất nhớ thất ca, nhớ hơn Tường, Cường, Bất Nghi, Hoàng, Chiêu, An. Những người Lưu Kiến nói đều là nhi tử mà Lưu Doanh sinh ra mấy năm qua, Lưu gia chắc là có thiên phú sinh nhi tử, như tứ ca từ 14 tuổi tới nay có 5 nhi tử. Lưu Doanh 15 tuổi sinh nhi tử, mỗi năm một đứa, cũng liền mấy đứa rồi, nhưng chỉ có đúng Lưu Tường cùng Hoàng hậu sinh ra. Lưu Trường nhớ, khi mình đi nhị ca chỉ có 4 nhi tử mà Lưu Kiến nói tới 6 cái tên, té ra nhị ca một năm sinh 2 đứa à, được rồi, lát đưa quả cho đệ. Lưu Trường đi nhanh vào tiêu phòng điện, từ xa đã hét to, A Mẫu. Trong điện Lữ Hậu đang bế một đứa bé, bà ngẩng đầu lên nhìn Lưu Trường gọi A Mẫu định nhào tới, Lữ Hậu lại mắng, cẩn thận chút. Rồi giơ đứa bé trong lòng lên, Lưu Trường tủi thân, A Mẫu, con hơn một năm không gặp người rồi, đừng chỉ để ý tôn tử chứ, A Mẫu xem, con gầy rồi. Có điều con có dâu rồi, A Mẫu xem. Thấy Lưu Trường vừa líu lo không ngừng vừa làm nũng, Lữ Hậu lại chỉ nói, tới đây, xem đứa bé này. Lưu Trường rất miễn cưỡng cúi đầu nhìn thằng nhãi trong lòng A Mẫu, nó chừng một tuổi, mày nhíu lại, tay nắm chặt, tướng mạo hùng hãn. Đang ngủ say, ai, đại ca sao không bỏ thói xấu đi, lại sinh đứa nữa, suốt ngày chìm đắm nữ sắc, sao không học con chứ? Còn sinh ra đứa xấu xí như thế. Lữ Hậu cười nhạt nhìn chằm chằm Lưu Trường, đúng là đứa xấu xí. Đúng lúc này có cung nữ dìu một người đi ra, Lưu Trường ngẩng đầu lên, người đi ra chính là Tào Xu. Tào Xu thấy Lưu Trường thì thẹn thùng cúi đầu, thần thiếp bái kiến đại vương. Hụ, hụ, nàng, A Mẫu, thế này là... Ờ, thằng nhãi này, con còn không biết xấu hổ mắng đại ca con sinh nhi tử ít nhất còn mai mối cưới hỏi đàng hoàng, con thì sao? Lữ Hậu đột nhiên mắng mỏ, Lưu Trường sững sờ chốc lát rồi cúi đầu nhìn thằng bé, miệng cứ há dần ra, giọng run run, A Mẫu, người đừng nói với con. Nó là... của con. Đúng, nó là nhi tử của con và Tào Xu đấy. Lưu Trường thoáng cái đần mặt, mồm há hốc, đi Nam Việt một chuyến, về phát hiện A Mẫu bế nhi tử của mình. Lưu Trường hồi lâu không có phản ứng gì, như hóa đá luôn rồi. Cho tới khi Lữ Hậu đưa đứa bé cho y bế, Lưu Trường luống cuống chân tay bế nó, tâm tình vô cùng kích động, sao có thể chứ? Con, chẳng phải con vẫn là, không phải con. Lưu Trường loạn tung cả lên rồi, y nhìn đứa bé trong lòng, đứa bé lúc này đã mở mắt ra nhìn người cao to bế mình toét miệng cười. Nhìn nụ cười đó trong nháy mắt trái tim của Lưu Trường bị hòa tan, một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng y, làm y không nói nổi câu nào, chỉ biết toét miệng cười lại. Nhìn hai đứa ngốc nhìn nhau cười, Lữ Hậu lắc đầu, bế sai rồi, bế từ bên này. A, nhi tử của ta, ha ha ha, nhi tử của ta. Lưu Trường chỉ cười ngớ ngẩn, nó năng vô nghĩa, A Mẫu, mọi người đặt tên cho nó chưa? Rồi, chính ta đặt tên cho nó, gọi là Lưu An, sao? Ta không có tư cách đó à? Có, đương nhiên là có, nhưng vì sao không lấy tên khí phách một chút? Ví như gọi là Lưu Hổ hoặc là Lưu Bì ấy. Lữ Hậu lườm y một cái, đón lấy đứa bé từ lòng Lưu Trường, đưa cho Tào Xu đi về cho đứa bé bú. Lưu Trường nhìn theo hoang mang gãi đầu, A Mẫu, làm sao lại đột ngột như thế? Con làm sao lại có nhi tử rồi? Hừm, giống hệt A phụ con, còn tìm một đứa họ Tào nữa chứ. Lữ Hậu tức giận hết sức, Lưu Trường cúi đầu xuống, nói ra Lưu Bang trước khi cưới Lữ Hậu cũng có một tình nhân họ Tào.
sau đó có đứa con tư sinh không có danh phận gì cả, đó chính là đại ca của bọn họ, Lưu Phỉ. Lưu Trường lần này đúng là kế nghiệp rồi, chưa thành hôn đã cùng nữ nhân họ Tào sinh con. Thấy bộ dạng bó tay hết cách của Lưu Trường, Lữ Hậu cũng đành nói, ta hạ chiếu rồi, thành hôn cho các con. Ôi, Trường, A Mẫu, con nên lớn rồi, đã làm A Phụ, không được hồ đồ như trước kia nữa. Con biết rồi. A Mẫu, con có thể. Lưu Trường ấp á ấp úng, đi. Lữ Hậu không hỏi cũng biết, xoa tay, Lưu Trường ngồi bật dậy, chạy tới bên Tào Xu, cẩn thận thò đầu ra, nhìn nàng và đứa con trong lòng, tu. Chuyện lớn như thế vì sao không nói với ta? Đại vương ở xa, thần thiếp sợ chàng phân tâm. Tào Xu nhỏ nhẹ nói, ai? Cái này, thực ra ta không phân tâm đâu. Nàng chờ ta chút đã, Lưu Trường tới giờ vẫn chưa, hoàn hồn, hít sâu một hơi bình ổn tâm tình rồi đón lấy con, bấy giờ mới nhìn nó thật kỹ. Giỏi thật đấy, nhìn thế này Lưu Trường mới phát hiện thằng nhãi giống mình như thế, nhất là lúc nó cười thì giống hệt luôn. Lưu Trường không nhịn được kêu lên, an, ta là A Phụ con đây, nào, gọi A Phụ đi, A Phụ. Tào Xu giờ khóc giờ cười, con còn nhỏ, mới biết trở mình làm sao biết nói được. Lưu Trường mặc kệ, cứ dụ đứa bé nói mãi, rồi đột nhiên không nhịn được cười, ha ha ha, ta còn định cho mọi người một niềm vui bất ngờ, vậy mà mọi người làm ta hết hồn. Lưu Trường ta làm cha rồi sao? Ha ha ha, phải rồi, ta phải viết thư ngay, viết cho như ý, ta có nhi tử rồi, ha 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 ha. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 315, thế mà làm cha rồi. Oe oe oe, nửa đêm trong hậu đức điện truyền ra tiếng khóc vang vọng. Trong điện châm đèn, Lưu Trường mặt mày tiêu nghỉu nhìn thằng bé trong lòng, đi qua đi lại trong điện, y vừa đi một cái, thằng bé liền không khóc nữa, ngáy khò khò. Lưu Trường ngáp liên hồi, nhìn thằng bé dần ngủ say rồi, rón rén đi vào trong phòng, vừa mới lén lút đặt nó lên giường, thằng bé nhận ra, lại lần nữa khóc toáng lên. Được, được, không đặt xuống, không đặt xuống. Lưu Trường bế thằng bé tiếp tục đi ra ngoài, lau bầu, du, không thể sinh đứa bé không khóc như người ta à. Đám kiến, tường có khóc đau, chỉ còn suốt ngày khóc thôi. À, à, đừng khóc, đừng khóc, cầu xin con được không? Đừng khóc. Con khóc nữa là ta đánh đấy nhé. Được rồi, được rồi. Trong bóng đêm Lưu Trường đi qua đi lại, thấp giọng dỗ dành, thằng bé lần nữa ngủ say. Hôm sau Tào Xu thức dậy thì Lưu Trường đứng cách đó không xa, trong lòng bế con, mắt đầy tơ máu, trên mặt lại mang nụ cười nhẹ. Tào Xu vội vàng đi tới, đón lấy con từ tay y, đại vương cả đêm không ngủ à? Con có khóc không? Không khóc, sao nàng không ngủ thêm chút? Ôi đại vương có thể bảo cận thị bế mà. Nhi tử của quả nhân, bằng vào cái gì lại cận thị bế? Khi ta không có nhà đều do nàng chiếu cố, giờ ta về rồi, nàng ngủ thêm đi, con giao cho ta. Tào Xu có chút đau lòng nhìn Lưu Trường, đại vương đi ngủ chút đi. Lưu Trường ăn cơm xong mới bã người nằm lăn ra giường ngáy khò khò. Tới trưa Lưu Trường mơ hồ cảm thấy có thứ gì dính lên mặt mình, y từ từ mở mắt ra, nhìn thấy quả cầu thịt. Là An leo lên người y, lúc này chân nó không ngừng đạp vào mặt Lưu Trường. Lưu Trường bật cười tóm lấy nó đứng dậy, ôm sát vào lòng rời giường. Tào Xu đang bận, Lưu Trường bế con, nghênh ngang ra cửa, mục tiêu là tiêu phòng điện. À mẫu, khi Lưu Trường đi vào tiêu phòng điện thì Lữ Hậu có vẻ đang đợi y, thấy y bế con bằng một tay thì cau mày mắng, hai tay. Dạ, đưa qua đây. Lữ Hậu đón lấy đứa bé đặt trong lòng, nhẹ nhàng, vuốt ve. Lưu Trường nhìn nó hâm mộ, A Mẫu, nó nằm xong đến con được không? A Mẫu lâu lắm rồi không xoa lưng, dỗ con ngủ. Con không sợ mất mặt à? Có cái gì mà mất mặt, con còn chưa lập quan. Lữ Hậu không thèm để ý tới y, chỉ dỗ dành tôn tử trong lòng. Lưu Trường cảm thấy địa vị khó giữ rồi, y hết cách ngồi trước mặt Lữ Hậu bảo cận thị mang cơm nước lên, ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói, thằng nhóc này thực sự quá quấy, ồn ào suốt buổi tối. À, vậy đúng là nó giống cha. Hả? Con không bao giờ khóc. Con là đứa khóc dữ nhất. A Mẫu, người nói khi nào nó có thể cùng con ra ngoài. Con muốn đưa nó đi làm gì? Trộm gà bắt chó à? Ặc. Quả nhân là hiền vương,
sao có thể làm loại chuyện ấy, chỉ muốn đưa nó đi đọc sách học gì đó. Ăn cơm xong, Lưu Trường nhìn Lữ Hậu đặt toàn bộ tâm tư lên Tôn Nhi, đôi mắt hơi mờ mịt. A mẫu, thời gian trôi qua thật nhanh, con làm A phụ rồi, chẳng thể nào ngờ được, quá nhanh, quá nhanh. Giờ con phải nghĩ, Tào Xu làm sao, An phải làm sao. Con chưa thành hôn với Tào Xu đã có con rồi, con nghĩ sau khi An lớn làm sao chưa, tính là trưởng hay là thứ. Lưu Trường nghiêm túc nói, A mẫu đã hạ lệnh thì cưới là được, còn về phần An, tính là trưởng, sau này nó là thái tử nước Đường, con sẽ dạy dỗ nó cho tốt, để nó thành người kế thừa hợp cách. Nó nhất định sẽ còn xuất sắc hơn con. Lữ Hậu lắc đầu, những chuyện này con tự làm. Lưu Trường bấy giờ mới hỏi, A mẫu chuẩn bị đối phó với Triệu Đà ra sao? Nhắc tới Triệu Đà, sắc mặt Lữ Hậu rất khó coi, lão già đó ăn nói linh tinh, ly gián chư vương, tội đủ xử tử rồi. Tốc độ của quý bố nhanh thật. Lưu Trường cảm thán rồi nói, A mẫu, không thể giết Triệu Đà. Lữ Hậu lạnh lùng nhìn y không nói. Triệu Đà trước khi đi đã căn dặn hậu sự, giết ông ta chẳng ích gì, ngược lại làm ngoại tộc đang quan sát không dám quy thuận. Con chuẩn bị thu phục thật nhiều ngoại vương để dùng, cùng thảo phạt hung nô, lúc này giết ngoại vương không ổn lắm. Vậy con thấy phải làm sao? Lữ Hậu chờ câu trả lời, con nghĩ thế này, đối với Triệu Đà, chúng ta tiến hành ban thưởng, dùng để vỗ về ngoại vương, nhưng không bỏ cấm lệnh với Nam Việt. Đối với các bộ tộc Nam Việt thì thưởng lớn, lôi kéo họ, để các bộ tộc này tự mang thương cổ tới Đại Hán, được ban thưởng. Con thấy có thể để Tứ Ca làm Ngô Vương, Lục Ca tới nước Hàn, Tứ Ca có tài, để huynh ấy đối phó với các man tộc phương Nam. Lưu Trường nói ra ý nghĩ của mình, Lữ Hậu nghe chăm chú, tới đoạn để Lưu Hằng làm Ngô Vương thì trầm tư, trước tiên an bài Triệu Đà ở Trường An đã, những chuyện khác thong thả. Lưu Trường không nói tới chuyện này nữa, A mẫu, còn có một chuyện, lần này con tới rất nhiều nơi, quan lại nghe vậy liền tới bái kiến, ra sức nịnh bợ. Trong quá trình nói chuyện với họ con nhận ra, quan viên vì chính tích mà bức ép bách tình, rất nhiều. Từ khi A mẫu bắt đầu ra sức đề bạt quan lại trong các nước, những kẻ này vì chính tích lạm dụng sức dân, thậm chí có kẻ giữa mùa đông ép dân đi làm đường. Tiếp tục thế này thiên hạ không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu Trần Thắng, Ngô Quảng. Chủ yếu là vì giám sát không đủ, con thấy cần an bài thiên sứ, phụ trách giám sát địa phương. Ngự sử không trấn áp được quan lớn địa phương, ngoài ra có thể thiết lập một chức vụ không can thiệp vào chính vụ địa phương, nhưng có thể giám sát quan viên gồm quận thủ, có thể báo lên triều bất kỳ lúc nào. Lữ Hậu suy nghĩ nói, được, chuyện này ta sẽ xử lý. Nói tới đó nhìn nhi tử dần có uy nghi của vương giả, cảm khái nói, Trường, rốt cuộc con đã lớn. Ha ha ha, tất nhiên rồi. Lưu Trường ngoạc miệng cười, Lưu Trường căn bản không thể nằm trong lòng A mẫu được nữa, dù y nằm xuống được chỉ sợ làm A mẫu bị thương. Bởi thế trong lòng A mẫu nay thuộc về Lưu An, cái đứa tôn tử không có danh phận, bà sủng ái thậm chí hơn đích trưởng tôn tường. Đại khái là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, hoặc là vì khi Lưu An ở bên bà. Dù sao thì khi Lữ Hậu dỗ Lưu An ngủ, trong lòng vị đại vương nào đó rất chua, địa vị gia đình giảm mất rồi. Lưu Trường bế con về Hậu Đức Điện thì Tào Xu đang đợi y. Hôm nào đó ta đưa nàng đi bái tế Tào Công, mặt Tào Xu thoáng buồn, vâng. Thực ra A Phụ sau khi biết tình huống của thiếp rất vui, ông ấy gọi huynh trưởng tới mắng một trận, hỏi vì sao không học muội tế. Ông ấy luôn muốn thấy con của chúng ta, nhưng ông ấy không thấy được. A Phụ chinh chiến tứ phương, thương tích thực sự quá nhiều, ông ấy cứ nhịn, tới tận khi qua đời cũng không kêu đau. Lưu Trường tất nhiên không biết rằng Tào Tham trên lịch sự bị bệnh tật dày vò, trợ giúp tân thiên tử được vài năm thì cũng đi. Giờ kiên trì tới nay là vì tên phản tặc Lưu Trường khiến ông không sao yên tâm được, kiên trì chiến đấu tới cùng. Ông ấy có nói gì không? A Phụ trước khi lâm chung bảo thiếp nói với đại vương nhất định phải lấy đầu mạo đốn tới tế bái. Ông ấy nói cả đời phá địch vô số, chỉ có hung nô là không phá được. Phải thấy mạo đốn rơi đầu, ông ấy mới có thể yên nghỉ. Lưu Trường hít sâu một hơi, đưa tay ra trang trọng nói, Lưu Trường ta thề với trời, nhất định sẽ chém thủ cấp mạo đốn tới tế bái nhạc trượng, nếu không thể hoàn thành, khiến ta chết không đất chôn. Tào Xu thất kinh định nói, Lưu Trường đã trách, đây là ước định giữa đại trưởng phu, nàng không cần nói nhiều. Tào Xu cúi đầu nói, vâng. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 316, Quần Hiền Thịnh Yến. Lưu Trường Thề song sắc mặt mời hòa hoãn, cười hỏi, Tu, nàng xem ta có thể dẫn An đi gặp các huynh đệ không? Đại vương, bên ngoài lạnh như thế, An còn nhỏ, không thể, ra ngoài. Lưu Trường có chút ủ rũ, có nhi tử mà không thể khoe với người khác, vậy có nhi tử còn có tác dụng gì chứ? Tào Xu nhảy mắt, An tuy không thể ra ngoài, nhưng đại vương có thể mời bằng hữu vào hậu đức điện. Ha ha ha, đúng rồi, Lưu Trường cười to, nàng không biết, ngay cả Chu Thắng Chi còn chưa có nhi tử đấy. Hắn thành ra lâu như thế rồi. Ha ha ha. Lưu Trường lập tức gọi cận thị Trương Khanh, bảo hắn đi mời xá nhân và bằng hữu của mình tới dự tiệc. Tới đầu tiên là mấy vị xá nhân, Triệu Bình, Quý Bố, Loan Bố, Giả Nghị, Trương Bất Nghi, Triều Thác. Bất chi bất giác đoàn thể xá nhân của Lưu Trường không ngừng lớn lên, chỉ là đám xá nhân này không đáng tin lắm, loại gì cũng có. Các xá nhân tới nơi bái kiến Lưu Trường đỡ họ dậy bảo ngồi. Triệu Công, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Đại vương, nhờ hồng phúc của đại vương, thần khỏe mạnh. Triệu Bình cười đáp, tâm tình ông già có vẻ tốt lắm, nhìn quanh hỏi, An ở đâu ạ? Các xá nhân kinh ngạc, An là ai? Lưu Trường cười nói, vẫn đang ngủ, lát nữa đưa ra. Mấy người khác không biết chuyện, chỉ có Triệu Bình biết. Lưu Trường lại giới thiệu tân xá nhân Triều Thác cho ông. Triệu Bình cười chào hỏi, Triệu Thác nghiêm mặt, xong cũng đáp lễ. Trương Bất Nghi ghé tới bên Triệu Bình hỏi, An là ai? Triệu Bình hừ lạnh, sao ngươi còn sống mà về? Lão già ông chưa chết sao ta đã chết được? Lưu Trường nhìn Quý Bố, Thái Hậu xá nhân, ngươi ra tay nhanh thật, tối qua vừa về đã đem tình huống chi tiết báo với Thái Hậu rồi. Ngươi trung thành như thế, quả nhân nên mời rượu. Quý Bố không để ý tới lời chào phúng của Lưu Trường, bình tĩnh đáp, nếu thần không nói thì đại vương mở miệng thế nào? Trương Bất Nghi nổi giận, đang định mắng thì Triều Thác đã mắng, thân là thần tử, sao có thể quyết định thay quân vương? Tên gian tặc, đại vương, đuổi hắn ra ngoài đi. Triệu Bình sửng sốt nhìn Triều Thác, tay run run chỉ hắn, định mắng thì đến lượt Giả Nhị nhảy ra, dù có trừng phạt thì cũng nên là đại vương trừng phạt, liên quan gì tới tên gian tặc ngươi? Hai người tức thì cãi nhau. Triệu Bình há hốc mồm, sau đó nhìn Trương Bất Nghi, không hiểu sao ông chợt thấy tên này thực ra không tệ. Đúng lúc này thì Quần Hiền tới. Chu Thắng Chi dẫn Quần Hiền đi vào, bọn họ nói cười tùy ý, trong hoàng cung cũng chẳng gò bó, lần lượt tới bái kiến đại vương, ôm lấy, coi đại vương như người thân. Cảnh này làm Triều Thác vô cùng tức giận, nếu không phải Loan Bố kéo, chỉ sợ hắn đã đi mắng đám tiểu nhân không mắt không có quân vương này. Thắng Chi, quả nhân còn nghĩ ngươi không tới chứ? Lưu Trường kinh ngạc nói, Chu Thắng Chi cười đáp, thần xin phép đô úy. Đô úy hỏi chuyện gì, thần nói đường vương triệu kiến, đô úy mời thần đi ngay, còn cho mượn xe, bảo thần đi cho mau. Ha ha ha, đại vương uy danh hiển hách, ai dám bất kính? Quần Hiền cười to, bàn tán ầm ĩ. Đại vương, chúng ta lâu lắm rồi chưa ăn dê. Khụ khụ, không sao, đợi, yến tiệc kết thúc, ta sẽ đi bái kiến cứu phụ, sau đó về đường vương phủ. Mọi người cười đùa, cận thị mang đồ ăn lên, ăn ăn uống uống. Lát sau Lưu Trường nhìn Trương Khanh, thấp giọng bảo, ngươi đưa An ra đây. Trương Khanh vội vàng rời đi, lát sau bế một đứa bé về đưa cho Lưu Trường. Lưu Trường cẩn thận đón lấy đứa bé nhìn mọi người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn đứa bé trong lòng y. Lưu Trường cười nói, không sao, các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục chơi đi. Đại vương, đây là, nhi tử ta, tên là Lưu An. Bụt, Chu Thắng Chi phun rượu ra ngoài. Lữ Lộc ở bên bàng hoàng, không hề để ý mình bị phun rượu cả người. Hậu đức điện tức thì im phăng phắc. Chốc lát, âm thanh náo loạn, Quần Hiền xông tới bên Lưu Trường. Đại vương có nhi tử rồi à? Tránh cho ta xem. Gọi trọng phụ đi. Ngươi dẫm lên ta rồi. Ngươi không phải thân thích, cút xa chút. Cả đám vây quanh Lưu Trường. Lưu Trường hãnh diện bế đứa bé. Ha ha ha, có gì mà kinh ngạc thế? Chẳng qua là đứa con thôi. Rồi các ngươi cũng sẽ có mà. Lữ Lộc vội hỏi, đại vương, vậy mẹ nó là ai? Tào Xu. Ồ, cả đám bừng tỉnh, đại vương đúng là lợi hại, chỉ ở riêng một lần mà có con rồi à? Các ngươi hiểu cái gì? Quả nhân khỏe mạnh. Quần Hiền nối nhau bế đứa bé, hôn cho Lưu An mặt đầy căm ghét. Ha ha ha, chúng ta có do tử rồi. Đại vương,
chúng ta đưa nó đi chơi đi, đợi thêm vài năm đã. Hạ Hầu Táo trông có vẻ lo lắng, hắn vội hỏi, đại vương, đứa bé này trên người có máu của Tào Tham, nếu tương lai nó nhiễm thói xấu của Tào Tặc thì sao? Lưu Trường nghe vậy cũng hơi lo, đúng, sợ nó nhiễm thói xấu của Tào gia bọn họ. Loan Bố nghe mà nhăn mặt, nhắc, đại vương, thần thấy không phải lo vấn đề này. Vì sao? Thấy Lưu Trường chẳng hề tự biết mình, Loan Bố do dự rồi không nói ra, thực tình thói xấu của đại vương đủ cho nó học rồi, giống Tào Tham nói không chừng còn tốt hơn, nghe nói nhi tử đa phần giống cha. Ha ha ha, vậy thì quả nhân không cần lo nữa. Lưu Trường ngửa đầu cười to, tới tận khi Lưu An bắt đầu khóc to, Lưu Trường mới bảo Trương Khanh đưa nó về bên mẹ. Mình thì dẫn quần hiền rời hoàng cung tới bái kiến Kiến Thành Hầu, mặc dù không gặp Kiến Thành Hầu. Tiếp đó đi bái phòng Chu Bột, mặc dù vẫn không gặp Chu Bột, nhưng khi về thì thu hoạch lớn. Trong đường vương phủ, mọi người lại ăn thịt, Lưu Trường rốt cuộc cũng thỏa mãn. Quả nhân thấy năm qua trong nhà Kiến Thành Hầu lại nuôi không ít dê rồi, nuôi nhiều dê như thế cũng vất vả lắm. Sau này có thể tới phủ giúp ông ấy nhiều hơn. Lữ Trùng hơi chần chừ, nhìn trước mặt quần hiền thịt đầy ấm áp, nói, đại vương mà giúp như thế. E là giúp 4 lần là không nổi nữa, lần này đại vương giúp liền 6 con, nhà thần chỉ có hơn 20 con dê thôi. Khó gì đâu, bảo A Phụ ngươi nuôi thêm vài con dê không phải là xong à? Chu Thắng Chi hỏi ngược lại, ta nói cho ngươi biết, giờ ngươi là giáp sĩ, nam quân, sau này khách khí với ta một chút, nếu không ta tới đỉnh úy tố cáo ngươi. Giáp sĩ trộm dê, đủ cho ngươi đi xây thành 30 năm rồi. Được, để ta dẫn ngươi tới nam quân bây giờ luôn nhé. Đủ rồi, đại vương vừa về, cãi nhau cái gì? Chu Á Phu lớn tiếng nói, Chu Thắng Chi vỗ đầu hắn, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen mồm vào. Mọi người ăn no uống say, hết tấu nhạc lại hát vang múa kiếm, cuối cùng cả đám say khướt, choàng vai bá cổ, rầm rộ ra đường. Hơn 1 năm rồi, quần hiền rốt cuộc cũng tụ tập lại với nhau, khi bọn chúng ra tới đường, giáp sĩ tuần tra lại nhớ tới những ngày tháng khiếp hãi của mình. Cả đám ca hát, chẳng để ý tới ánh mắt của người qua đường, bước đều trên đường phố Trường An. Người Trường An bây giờ đông hơn trước không biết bao nhiêu lần rồi, những cư dân cũ cái thời Lưu Trường ăn trộm tiếp tế cho họ chỉ là số ít. Vì thế không có ai nhận ra y nữa, không ai vỗ tay chào đón công tử Trường ngày nào trở về, không ít người bỏ cả hàng mà chạy như chạy loạn. Đường phố hỗn loạn, giáp sĩ bao vây căng thẳng như ra trận, quần hiền nghênh ngang ca hát. Lưu Trường rất hưởng thụ không khí này, vì y biết ngày tháng như thế không còn nhiều nữa. Khi Lưu Trường rời Trường An thì đã hơn 14, nay thời gian trôi qua 1 năm rưỡi, y đã sắp 16. Bất kể thế nào Lưu Trường cũng không thể ở lại Trường An nữa, y phải đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, có giúp hay không? Xem thư từ quan phó khoan nước Hàn gửi tới, Lữ Hậu lần nữa trầm tư. Nguyên nhân phó khoan xin từ quan rất đơn giản, tuy không nói rõ, nhưng mũi giáo chỉ về phía Lữ Phu Nhân. Lữ Phu Nhân ngang ngược, chèn ép quân vương, bất kính chư thần. Trước đó Lưu Trường nói để Lưu Hằng tới nước Ngô, bà còn có chút do dự, trong tất cả chư hầu vương, người duy nhất bà tin tưởng thực sự chỉ có Lưu Trường. Với các ngoại vương khác, Lữ Hậu đều có biện pháp hạn chế. Lưu Trường được phong làm Giao Đông Vương, nước Tề lần nữa bị phân ra một mảnh đất, Lưu Phỉ hoàn toàn thất thế, lãnh thổ nước Tề thu hẹp nghiêm trọng. Không còn là nước lớn có thể tập trung hơn 20 vạn quân nữa, bị nước Sở vượt qua, thành nước chư hầu như Lương Triệu. Lưu Khôi ở Lương Không Báo đã cưới làm Lữ Hậu vô cùng phẫn nộ, nước Lương là nước quan trọng nhất, đó là cánh cửa của Trường An, cùng nước Hàn kháng cự chư hầu. Lưu Khôi không có dã tâm, là người rộng rãi, để hắn tọa trấn nước Lương, rồi do Lưu Hằng ở bên giúp đỡ, chính là suy nghĩ ban đầu của Lữ Hậu. Nếu Lưu Hằng tới nước Ngô, để Lưu Hữu nhu nhược tới nước Hàn, vậy thì cửa Trường An do 2 tên vô dụng giữ, chúng chống nổi ai? Lữ Hậu chăm chú xem bản đồ suy tính. Lưu Hằng thân cận với mình, có thể trọng dụng, nếu phái hắn tới phương Nam thì nước Hàn không thể giao cho Lưu Hữu, chẳng bằng nước này đổi thành quận, phái quận thủ đáng tin tới quản hạt, còn trông được Lưu Khôi. Về phần Lưu Khôi, phải cưới thêm người Lữ Thị, nếu không làm sao người ta yên tâm cho được. Lưu Phỉ đã không phải là uy hiếp nữa, nhi tử của Sở Vương ở Trường An cũng không phải lo, nước Triệu thì yếu,
Yến Vương khá tôn kính trưởng. Lữ Hậu nheo mắt, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Khi Lữ Hậu trầm tư thì Lưu Trường ở Cam Tuyền Cung cười ha hả nhìn Lưu Danh trước mặt. Lưu Danh đã có dâu, rất đẹp, có phong phạm của Cao Hoàng đế, so với trước kia càng thêm uy nghiêm. Ca, Lưu Trường cười nói, đệ có nhi tử rồi. Lưu Danh hừ một tiếng, không vui hỏi, về cung tới ngày thứ ba mới nhớ ra có ca ca như chấm à. Lưu Trường ngượng ngùng, nhị ca, không thể trách đệ, đệ về một cái muốn bái kiến huynh ngay. Nhưng chuyện này không phù hợp với lễ pháp, bái kiến thiên tử phái tắm rửa mấy ngày, sạch sẽ đi gặp, nếu không là đại bất kính. Hừ, cả đời này đệ khỏi gặp chấm nữa, đệ đã bao giờ sạch sẽ chưa? Nhìn ống tay áo đệ kìa, ai, đệ bao nhiêu tuổi rồi, sao còn dùng ống tay áo lau miệng chứ? Lưu Danh lắc đầu, ha ha, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, nhị ca, huynh xem đệ có thay đổi gì không? Lưu Trường đắc ý khoe khoang. Lưu Danh nhìn đứa ấu đệ đã cao hơn mình cả cái đầu, không khỏi cảm khái, đệ đâu phải hổ con, đệ là gấu lớn. Đệ còn đang lớn, vài năm nữa sợ là bằng Vũ Dương Hầu. Ha ha ha, huynh nói nếu A Phụ vẫn còn thì có đánh được đệ không? Chắc là đánh không được. Ai? Lưu Trường thở dài, đúng là con muốn đấu mà cha không còn. Năm xưa đệ tuổi nhỏ yếu ớt, A Phụ đánh đệ suốt, nay đệ lớn rồi, lại không còn. Cái thằng nhãi này, đệ lớn thì làm sao? Còn định đánh trả hả? Lưu Danh cười mắng, đứng dậy muốn đánh Lưu Trường. Lưu Trường vội vàng né tránh, nhị ca, đệ có nhi tử rồi, không được đánh nữa. A Mẫu cũng không đánh đệ. Nhìn hai huynh đệ cười đùa, Tào Hoàng hậu cười rất gượng, vẻ mặt cứng nhắc. Nay Lưu Trường do nàng tự nuôi, trước kia Thái hậu đón con đi, nàng rất lo, nhưng giờ Thái hậu đưa con về, nàng lại càng lo. Vì nàng cảm thụ được sự phân biệt đối xử, Thái hậu hiển nhiên càng thích An hơn, mức độ sủng ái đó còn hơn Lưu Trường, khiến nàng bất an. Trường đệ lần này về sẽ thành thân hả? Hoàng hậu chợt hỏi, vâng, không thể trì hoãn nữa. Trường đệ cũng lớn rồi. Lưu Trường cười không đáp, quay sang Lưu Doanh, huynh trưởng, vậy đệ đi trước đây, còn nhiều người phải gặp lắm, nếu không đi chỉ sợ bị trách tội mất. Lưu Doanh vội lấy ra một cái hộp, đừng đi tay không, nơi này có ít ngọc thạch, đệ lấy đi, nay đệ lớn rồi, không thể như trẻ con được nữa. Lưu Danh lại bắt đầu lải nhải thuyết giáo, nhưng lần này Lưu Trường không thấy phiền, chăm chú nghe hắn nói hết. Trường, chơi với con nhiều hơn, đừng suốt ngày chạy ra ngoài, đám hảo hữu của đệ cũng cầu học rồi, đừng quấy rầy chúng suốt. Lưu Danh nói rất nhiều, phía, tha chi, đệ cũng nên chú ý. Đệ biết, khi Lưu Trường rời hoàng cung, đám xá nhân vẫn tranh cãi, Trương Bất Nghi nói to, đại vương tên Trường, thế tử tên An, chính là ý Trường An, đây là thiên ý. Trương Bất Nghi, tên gian tặc kia. Thấy bọn họ tranh cãi hăng say, Loan bố và Quý bố thì ngăn bên này cản bên kia, Lưu Trường thừa cơ lẻn mất. Người đầu tiên Lưu Trường tới bái phỏng không phải Hàn Tín, mà là Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy Đường Vương từ cửa chính đi vào bái phỏng mình thì ngạc nhiên lắm. Lâu rồi không gặp, Trần Bình đã có tóc trắng, dù không rõ ràng lắm, Lưu Trường cười bái kiến, trọng phụ. Nghe tiếng gọi này, Trần Bình cảm thấy không lành, song vẫn cười đáp lễ, mới y vào phòng trong. Nghe nói đại vương về, còn định đi bái kiến, không ngờ rằng đại vương đã tự mình tới rồi, thật hổ thẹn. Trọng phụ nói gì thế, đâu ra chuyện để trưởng bối đi bái kiến vãn bối chứ. Lưu Trường cười ha hả, sai người mang lễ vật ra, Trần Bình nheo mắt, lão thần tuổi cao, nếu sinh sớm 10 năm nhất định cùng đại vương tới nước Đường, đáng tiếc, mạng không bao lâu, sợ giữa đường xảy ra chuyện. Trọng phụ, ta không tới mời ngài tới nước Đường. Ai chuyện trong triều có Chu Xương làm, từ khi Chu Xương tới, Chu Bột thay thế ông ấy tới nước Triệu. Thần tuổi cao, đại vương có chuyện gì tìm Chu Xương? Trọng phụ, chuyện này không phải ngài không hoàn thành được. Lưu Trường tha thiết nói, thần không cứu được Hoài Âm Hầu. Không phải chuyện sư phụ, mà là tứ ca. Trần Bình thở phào, Hàn Vương có chuyện gì? Là thế này, ta muốn tứ ca tới nước Ngô làm Ngô Vương, đổi vị trí cho Lục ca. Chẳng biết vì sao mà A Mẫu lại không đồng ý lắm, ta tới thỉnh giáo Trọng Phụ. Trọng Phụ là đại hiền trong nước, không ai thông minh hơn Trọng Phụ nữa, Trọng Phụ phải giúp ta. Trần Bình lắc đầu, đại vương, chuyện lớn ngày ấy, lại liên quan tới chư hầu, thần thân là triều thần, sao dám tham dự? Ai, Trọng Phụ, không phải chuyện này ngài sở trường nhất à? Năm xưa bắt Sở Vương, ngài có nói thế đâu? Lưu Trường không từ bỏ, đại vương,
chuyện này nên hỏi Thái hậu. Trọng phụ, ngài giúp ta một lần đi, ta sắp đi rồi, nếu chuyện này không làm thành, ta khó rời Trường An. Vậy đại vương ở lại thêm một thời gian, xử trí xong hãy đi. Lưu Trường nổi giận, bày thế ngồi lưu manh tổ truyền, lớn tiếng chất vấn, ông nói đi, giúp hay không? Hôm nay ông không nghĩ cho ta biện pháp, ta không tha cho ông đâu, ông tuy cao lớn nhưng trên 50 rồi, ta trẻ khỏe, không đồng ý, ta cho vài đấm. Đại vương, Trần Mãi đột nhiên ở bên đi tới, vui mừng gọi, ha ha ha, ta tới thăm Trần Hầu, hỏi kế ông ấy. Lưu Trường cười to, Trần Mãi nhìn Trần Bình, a phụ, nếu đại vương đã hỏi kế thì tốt nhất là người đừng giấu giếm gì. Ngươi cút vào đọc sách cho ta. Trần Bình đuổi thẳng, ạ. Trần Mãi xoay người vào phòng trong rồi, Trần Bình hết cách nghiêm túc nói, nếu đại vương muốn thần nói thì thần đành nói vậy. Nước Lương với nước Hàn là cánh cổng bảo vệ, Trường An, hai nước này tốt nhất là nước yếu chủ mạnh, nước mạnh chủ yếu là thích hợp nhất. Nhưng đại vương điều Hàn Vương tới nước Ngô, như thế cánh cổng trở nên quá yếu, không thể hoàn thành sứ mạng của mình. Lưu Trường xua tay, ông nói thẳng ta phải làm sao đi. Đại vương có thể tấu lên, để Hàn Vương làm Ngô Vương làm Trường Sa Vương, lại lệnh Lương Vương cưới một lữ thị nữ làm thế, vậy là xong. Lưu Trường tỉnh ngộ nhưng lập tức cau mày, nhưng Ngũ Ca ta có thê tử, quan hệ rất tốt, làm thế không ổn. Đại vương, Lương Vương không báo đã cưới, đây là đại tội, nếu Thái hậu nhất quyết muốn truy cứu, cả đại vương cũng không bảo vệ được đâu. Không bằng cưới thêm một vị phu nhân, để Nguyên Phối làm thứ, như vậy Thái hậu mới yên tâm để Lương Vương một mình bảo vệ cánh cửa Trường An. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 318, Đại Vương mới là Tổ Tông trốn học. Từ chỗ Trần Bình đi ra, Lưu Trường vẫn suy nghĩ chuyện này. Vì thiên hạ Đại Hán, y có thể hy sinh lợi ích của mình, giống trước kia, tuy không nỡ, nước Đường vẫn phế trừ học cung trước tiên. Để lượng lớn sĩ tử tới Trường An, còn thực hiện lệnh luân chuyển trong nội bộ nước Đường, lấy thân làm gương. Nhưng Lưu Trường không vì thiên hạ mà bắt người khác hy sinh, đó không phải là hành vi của bậc trượng phu. Tiếp đó Lưu Trường tất nhiên đi bái kiến sư phụ. Khi Lưu Trường tới trước cửa phủ Hàn Tín, đột nhiên có người kêu lớn, đại vương ở nơi này, đại vương ở nơi này. Người kêu chính là Giả Nghị, hắn vội vàng chạy tới tóm lấy tay Lưu Trường không phản kháng, nếu không đến 10 Giả Nghị cũng vô ích chứ đừng nói là một. Rất nhanh các xá nhân chạy tới, thở hồng hộc. Loan Bố không vui mắng, Giả Nghị, bảo ngươi trông coi đại vương, sao lại để đại vương chạy mất? Đều tại triều thác, nếu không phải hắn lôi kéo ta tranh cãi, đại vương làm sao mà chạy được? Triều thác lúc này thở không ra hơi, không sao phản bác được, hắn ôm bụng hỏi, đại vương vì sao phải chạy, đại vương muốn làm gì, bọn thần sao dám cản, đại vương cần gì phải chạy chứ? Đúng rồi, quả nhân đã lớn, không cần sợ các ngươi cáo trạng, vì sao phải chạy chứ? Lưu Trường nghe mà tỉnh người, bất lực hiểu ra, quả nhân quen rồi, sau này không chạy nữa. Được mọi người xúm quanh, Lưu Trường ngông nghênh đi vào phủ Hàn Tín. Sư phụ, Lưu Trường giống một tiếng, thẻ trúc trong tay Hàn Tín thiếu chút nữa rơi xuống đất, ông ta không vui ngẩng đầu lên, thằng nhãi, ngươi gọi lớn như thế làm cái gì? Lưu Trường cười toét miệng, ngồi trước mặt Hàn Tín, sư phụ, đệ tử nhớ người quá. Nói tới đó nhìn thấy cái mũ sở mà mình làm được đội trên đầu Hàn Tín thì lại càng vui hơn, ái già, sư phụ đội rồi à? Ha ha ha, đệ tử làm không tệ chứ? Hàn Tín hắng giọng lảng đi, chuyện ở Nam Việt thế nào? Lần này đệ tử bắt sống Triệu Đà đem về. Lưu Trường vội vàng tiến vào trạng thái bốc phét, bắt đầu đặc tả mình anh dũng bắt sống Nam Việt vương già yếu ra sao, cuối cùng đem về Trường An. Từ đầu tới cuối Hàn Tín nghe rất bình thản, chẳng phản ứng gì. Phải rồi, sư phụ, đệ tử có nhi tử rồi. Cái gì? Tới tận câu này Hàn Tín mới giật nảy mình, ngươi thành ra bao giờ? À, cái này, tháng sau. Ồ, chưa cưới đã có con, không thẹn là nhi tử của Cao Hoàng đế. Đệ tử cũng không ngờ, chắc là do đệ tử quá cường tráng. Khụ khụ, hôm khác đệ tử bế nó tới cho sư phụ xem. Hàn Tín qua cơn chấn kinh liền hỏi, có phải sắp đi rồi không? Vâng, phải đi rồi ạ. Hàn Tín trầm mặc, thoáng cái bao năm rồi, thằng nhãi đó mà cũng có nhi tử rồi. Lưu Trường cười nói, sư phụ phải đợi đệ tử về nhà,
tương lai sớm muộn gì đệ tử cũng đưa sư phụ tới nước Đường làm tướng quốc. Hàn Tín không đáp. Nếu Lưu Trường đi rồi, Hàn Tín tất nhiên sẽ mất đi giá trị. Thái hậu bây giờ không cần ông ta uy hiếp quần thần, không ai uy hiếp được tới Thái hậu nữa. Ông ta liền thành uy hiếp lớn nhất trong thành Trường An, bốn phía đều có giáp sĩ trông chừng, một khắc không rời. Thế nhưng Hàn Tín cũng không nhiều lời với Lưu Trường về chuyện này, chỉ nghiêm túc nói, Trường, khi giao chiến với Hung Nô, tuyệt đối không được sơ ý, không được truy kích, thấy đủ là dừng. Nếu mạo hiểm truy kích, dễ bị tiêu hao tới chết, đừng vào Đại Mạc tác chiến với chúng, tốt nhất là cố định mục tiêu nơi chúng định cư bộ lạc, lấy tiêu diệt quốc lực làm chủ. Hàn Tín nói rất nhiều, toàn là liên quan tới Hung Nô, Lưu Trường cười, sư phụ, những thứ này đợi về nước Đường sư phụ hãng nói. Hàn Tín lấy từ bên cạnh ra mấy cuốn sách, cầm lấy tặng cho tướng lĩnh của ngươi. Hà, binh pháp, vì sao không tặng luôn cho đệ tử? Ngươi sẽ làm thống soái, có thể theo ta học bản lĩnh tác chiến đơn giản, nhưng không thể xem binh pháp của ta, nếu không sẽ bất lợi cho ngươi. Lưu Trường cầm sách rời phủ Hàn Tín, Trương Bất Nghi nhìn y ngập ngừng mãi. Lưu Trường tất nhiên có suy tính của mình, xua tay, khi ta đi Sở Vương phó thác ta chiếu cố thế tử, không biết Sở Thế Tử nay ở đâu. Triệu Bình vội đi lên nói, Đại Vương, Sở Thế Tử ở Thái Học, theo Đại Nho Phủ Khâu Bá học tập. À, phải rồi Thái Học. Khi thiết lập Thái Học thì ta đi rồi, cũng chưa tới xem. Mọi người đi cùng ta nào. Lưu Trường đột nhiên muốn tới Thái Học, mấy xá nhân tuy kinh ngạc nhưng vẫn đi theo. Trên đường đi, Triệu Bình nói tới tình huống của Thái Học. Thái Hậu từ các nơi chiêu mộ danh sĩ tới, tìm 120 đại hiền, lại để các nơi tiến cử sĩ tử trẻ, nay trong Thái Học có hơn 1.000 người. Những người này đều là sĩ tử trẻ ưu tú ở địa phương, việc làm này của Thái Hậu thu được lòng sĩ tử thiên hạ, đem hiền tài thiên hạ dùng cho Đại Hán. Triệu Bình ra sức tán dương chế độ Thái Học, song cũng có người không thích, ví như Trương Bất Nghi, bản lĩnh, làm quan làm thần không phải dựa vào học vấn là làm được, tiêu tướng nghiên cứu kinh gì. Bách quan hiện nay từng nghiên cứu học vấn gì. Triệu tập sĩ tử thiên hạ, ý đồ dùng học vấn bách ra khiến họ trưởng thành, nhưng không dạy họ cách quản lý địa phương, phí công mà thôi. Ta cảm thấy chẳng bằng đuổi hết đám đại hiền đi, từ các nơi gọi tới hơn 100 vị huyện lệnh đã rời chức, để bọn họ dạy bảo. Nhân tài bọn họ dạy ra nhất định đáng tin hơn hiền tài gì đó. Triều Thác kinh ngạc thốt lên, Trương Xá Nhân suy nghĩ giống như ta vậy. Ta theo lão sư học tập đạo lý, học tập luật pháp. Nhưng đạo lý không phải là thi, lễ mà là phò tá quân vương, quản lý địa phương, học thi lễ mà có thể trị quốc à. Khi Lưu Trường tới Thái Học cũng phải giật mình. Nơi này xây dựng nhanh thật đấy, mà quy mô cũng rất lớn, chỉ là không hề xa hoa. Ở cổng có hai vị giáp sĩ nhưng không dám ngăn cản, mặc cho y đi vào. Vào trong Thái Học, khắp nơi là sĩ tử trẻ, bọn họ túm năm tụ ba tán gẫu, có người đàm luận chế độ, có người thảo luận học vấn. Lưu Trường đi tới đâu cũng thu hút vô số ánh mắt, mọi người đều tò mò nhìn người xa lạ này, thi thoảng có người nhận ra y, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Khi Lưu Trường đi vào một viện lạc thì Phù Khâu Bá đang giảng giải học vấn, cách ông không xa có rất nhiều người ngồi nghe chăm chú, bao gồm Sở Thế Tử. Lưu Trường nhìn thấy mấy chục chỗ ngồi để trống thì hơi kinh ngạc, không biết nghĩ gì. Lưu Trường không quấy rầy họ mà còn ngồi xuống nghe Phù Khâu Bá giảng bài. Phù Khâu Bá giảng xong mới cười khà khà tới trước mặt Lưu Trường hành lễ bái kiến. Phù Khâu công, không biết đại vương tới, không đón từ xa được. Không sao, không sao, quả nhân rất thích đọc sách, vì thế tới đây nghe giảng. Lưu Trường chỉ mấy chục chỗ trống hỏi, sao ngài giảng bài mà còn có chỗ trống? Phải chăng là số lượng sĩ tử không đủ? Không phải, số chỗ ngồi là dựa theo số sĩ tử mà bố trí. Những người đó hẳn trong nhà có chuyện. Phù Khâu Bá ngồi xuống bên Lưu Trường, mặt Lưu Trường tức thì tối sầm. Nếu ta đoán không sai, những kẻ không tới chỉ là treo danh ở đó, đa phần là con cháu quyền quý. Chuyện này Phù Khâu Bá cũng không dám nhiều lời, vì sau khi thiết lập Thái Học, quá nửa hạn ngạch bị con cháu huân quý lấy đi, ông ta có mấy đệ tử mang họ Lữ. Tích cách Phù Khâu Bá hiền hòa, không để ý chuyện này, Lưu Trường rất để ý. Thiết lập Thái Học vốn là để giáo hóa hiền tài các nơi, nhưng lại bị những người này làm hỏng. Trương Bất Nghi, ngươi ghi lại xem kẻ không tới rốt cuộc có bao nhiêu. Vâng. Mấy xá nhân phía sau Hồ Nghi, vì sao đại vương lại để ý tới Thái Học như thế? Nếu luận tới trốn học, đại vương là lão tổ tông, trốn học từ 3-4 tuổi tới giờ.
chỉ có Giả Nghị là nhíu mày trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách, nói miễn phí, chuyệnđọcviệt.com. Chương 319, Người hâm mộ số 1 của Đường Vương. Lưu Trường đứng trước mặt rất nhiều sĩ tử, các xá nhân vây quanh y, Phù Khâu Bá dẫn đầu các đại hiền đứng ở bên thì thầm bàn tán. Đều không hiểu vị đại vương này muốn làm gì, chỉ có Phù Khâu Bá trông rất bình tĩnh. Bất kể người khác hỏi han ra sao, ông đều chỉ khẽ lắc đầu, đại vương chính là hiền vương, tự có suy nghĩ của mình. Cả cái Trường An này, Phù Khâu Bá là người hâm mộ Lưu Trường số 1. Trong cái đống phản tặc ở nước Đường, vị Đường Vương ấy thanh danh lớn nhất, cơ bản tới mức vung tay một cái là ai nấy bỏ chạy rồi. Nhưng ở nơi khác, thanh danh Đường Vương không tệ, họ đều nói Đường Vương là người hành hiệp trượng nghĩa, có đủ loại câu chuyện truyền kỳ. Ví như dân gian Trường An nói Đường Vương sinh ra trong lao ngục, tiếng khóc kinh động cao hoàng đế trong cung nên mới được cứu. Ở nước Nam, dân gian đồn năm xưa Hạng Vũ tự sát thân vong, thề sẽ báo thù, Đông Hoàng Thái Nhất thương tình liền cho hắn biến thành nhi tử trường của cao hoàng đế, đi phục thù Đại Hán. Ở các nước Tề Lương, tin đồn dân gian thay đổi, nói cao hoàng đế chém con của Bạch Đế oan ức mà chết. Đường Vương sinh ra là con mãng xà, dọa chết mẹ mình, chính là hòa thân của con Bạch Đế. Ở nước Đường càng quá đáng hơn, bọn họ nói Ngũ Đức Thủy Chung, Chu là Hỏa Đức, Hán là Thủy Đức, Bạo Tần không tính. Nước Đường là Thổ Đức, Lưu Trường từng vì Hoàng đế mà đỡ cờ, điều này dự báo Đường Vương sẽ kế thừa đại thống. À, cách nói này là do một đệ tử của Châu Diễn, từng làm mưu thần cho Bành Việt, sau vào ngục, nay sống ở nước Đường. Cách nói này không có chút ân oán tư nhân nào bên trong đâu nhé, mà cách nói này rất thịnh hành ở nước Đường. Tóm lại được cộng thêm một đống sắc thái truyền kỳ, bách tính vừa kính vừa sợ Lưu Trường. Còn ở chỗ sĩ tử, thanh danh Đường Vương khá tệ, chỉ có danh sĩ Pháp gia là còn thích y, ví như Trương Khôi ở Hàn từng tán thưởng chế độ nước Đường. Cho rằng Đường Vương mới là quân vương hiền minh nhất thiên hạ, vì thế mà va chạm với rất nhiều danh sĩ. Trong mắt các sĩ tử, Đường Vương không chiêu hiền đãi sĩ, không có uy nghi, ngang ngược vô lý, bất hiếu bất kính. Tóm lại là tiếng xấu tày trời. Xấu tới chảy mủ, là nhân vật như Hạ Kiệt, Thương Trụ, đều sức khỏe vô song, man dợ tàn bạo, chẳng đúng à. Dưới tình huống thế này, chỉ có mỗi Phù Khâu Bá kiên định con đường ca ngợi Đường Vương. Khi dạy học ở Thái Học, ông thường khen Đường Vương, nói y chân tình, là người lương thiện, ức hiếp kẻ mạnh bênh vực người yếu. Vì bách tính mà vứt bỏ thể diện, sáng tạo ra nhiều máy móc lợi cho quốc gia, ra sách dạy người, là nhân vật như Thánh Hiền. Thanh danh Phù Khâu Bá quá lớn, không ai dám mắng ông, đành giấu bất mãn trong lòng. Từng có người hỏi, nghe nói Đường Vương không theo ngày bái tế cao hoàng đế, lúc tế bái không hành, lễ, không khóc, còn uống rượu cười nói. Như người con khác của cao hoàng đế tế bái đúng ngày, khóc rơi nước mắt trước linh vị, kẻ mang tội bất hiếu, sao ngài gọi là hiền vương? Phù Khâu Bá đáp, mọi người tới tế bái cao hoàng đế, duy chỉ Đường Vương tới thăm cha. Lại có người hỏi, Đường Vương đánh Đới Hầu, khi đó Đới Hầu gần 70, hiền nhân có làm thế không? Phù Khâu Bá cười đáp, mạo đốn sỉ nhục mẹ Đường Vương, Đới Hầu lại đề nghị giao hảo với Hung Nô, Đường Vương vì hiếu mà nổi giận, bất chấp thanh danh, thế chẳng phải cách làm của hiền nhân sao? Về sau không ai tới hỏi ông ta nữa, thầm chửi trong lòng, đầu ông già này hỏng rồi. Trương Bất Nghi rất nhanh tra rõ những người nào treo danh, chưa từng đi học, khi hắn đưa danh sách cho Lưu Trường, Lưu Trường phẫn nộ, vì danh sách này rất dài, y đọc lướt qua đã thấy vài trăm. Toàn bộ Thái Học hơn 1.000 người, mấy trăm chưa từng tới. Lưu Trường giận dữ mắng, thiết lập Thái Học vốn là để triệu tập hiền tài thiên hạ, bồi dưỡng năng lực, để chăn dân một phương cho thiên tử. Nhưng đám con cháu huân quý này xem thường lợi ích quốc gia, làm hỏng lề thói Thái Học, chiếm hạn ngạch không đi. Phù Khâu Công, đối với loại người này nên xử trí ra sao? Phù Khâu Công nói, xin đại vương xử trí. Lưu Trường bấy giờ mới nói với Trương Bất Nghi, ngươi phái người đi nói với những kẻ chưa từng đi học, từ hôm nay trở đi, chúng không cần tới Thái Học nữa. Chúng bị xóa tên. Loan Bố vội đi tới hắng giọng chỉ mấy tên người. Hạ Hầu Táo, Phan Thị Nhân, Quán A, Tuyên Mạc Như, Lữ Chủng, Lữ Lộc, Lữ Tha, Lữ Thuận, Lữ Hòa. Lưu Trường mắng, họ Lữ thì sao, cứ họ Lữ mà đánh. Trương Bất Nghi đi ngay. Vâng. Các danh sĩ,
Sĩ tử lúc này không dám nói gì, đầu cúi thấp, nói thực bọn họ cũng rất bất mãn với những kẻ đeo tên không đi học này. Đám đó coi thường thái học, coi thường danh sĩ, khi lên lớp ngang nhiên tụ tập cười đùa. Về sau thấy vô vị nên chẳng thèm đi học nữa. Lưu Trường nhìn mọi người nói, lề lối thái học phải thay đổi, nơi này là trọng địa, sao có thể thiếu trật tự. Quả nhân sẽ dâng tấu, thiên lập quan chức thái học, hiện thiện chế độ, chỉnh đốn thái học. Mọi người bái lại, không ai phản đối. Lưu Trường gọi mấy đại hiền như Phù Khâu Bá tới, hỏi bọn họ có biện pháp gì, những người này không giấu giếm, nối nhau góp lời. Khi Lưu Trường đang đàm thoại với họ, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo đằng xa, y cau mày ngẩng đầu lên, thấy một đám người lộn xộn đi vào. Đám người này lớn tiếng đàm luận gì đó, giọng rất lớn, có tới trăm người, sĩ tử ven đường vội vàng né tránh, bọn họ cứ thế đi tới trước mặt Lưu Trường. Lưu Trường nhìn một cái, trong đó không ít người quen. Quần hiền lúc này không dám đối diện với Lưu Trường, lén lút nấp sau lưng người khác, thi thoảng nhìn trộm, im re. Lữ Lộc bị đẩy lên phía trước, cười ngượng ngùng, đại vương, cười cái gì mà cười. Lưu Trường giống lên, Lữ Lộc vội cúi đầu xuống, ngươi về Trường An bao nhiêu? Ngày rồi, vì sao chưa từng tới đây? Thần chuẩn bị mai tới. Sau này đám người các ngươi khỏi phải tới nữa. Lưu Trường vừa nói thế, đám con cháu huân quý không chịu, lần nữa ồn ào, Lữ Lộc gãi đầu lui liên tiếp, nấp trong đám đông. Lúc này có một đứa thấp bé đi lên, đại vương, bọn thần biết sai rồi, sau này không dám tái phạm nữa, không cần nhiều lời, ra cả đi. Thái độ Lưu Trường rất cứng rắn, tên đó phẫn nộ phản bác, đại vương là ngoại vương, bằng cái gì mà quản thái. Tên đó chỉ nói một nửa liền thấy gió ập tới, có thứ gì đó xuất hiện trước mặt mình, là một nắm đấm lớn. Chỉ nghe uịch một cái, tên đó bay đi, nằm vật ra đất, ngất xỉu. Lưu Trường thu lại nắm đấm, nổi giận nhìn người khác, không đi chứ gì. Tiếp đó lại một cú đấm hạ gục người nữa. Tới lúc này đám hoàn khố biết chuyện chẳng lành rồi, bắt đầu kinh hoàng chạy tứ tán, Lưu Trường đuổi phía sau. Lữ Lộc thở hồng hộc, thấy Lưu Trường sắp đuổi kịp, tự đấm luôn vào mặt ngã lăn ra. Đám sĩ tử thái học nhìn Lưu Trường truy đuổi đánh đập gần trăm con cháu huân quý thì há hốc mồm. Trương Bất Nghi chợt kêu lớn, có kẻ xấu gây bất lợi cho đại vương. Các xá nhân tức khắc hành động, chiêu thác đi tìm Nam quân. Lưu Trường sừng sững đứng trước đó, phía dưới là một đám người mặt mày thâm tín, sau lưng còn có rất nhiều giáp sĩ Nam quân. Chu Thắng Chi lúc này áp giải Lữ Lộc, nghiêm mặt, Lữ Lộc trừng mắt với hắn, không nói gì cả. Đưa những kẻ này tới đình úy, giao cho Tuyên, à giao cho Vương Điểm Khải. Vâng, đám giáp sĩ áp giải những người này rời thái học, những người còn lại ánh mắt nhìn Lưu Trường càng thêm khiếp đảm. Phù Khâu Bá cười khà khà tới bên Lưu Trường tán dương, đại vương đúng là thần lực, không ai chống nổi, lão phu chưa từng thấy ai dũng mãnh như đại vương. Ha ha ha, nhấc tay một cái thôi ấy mà. Tiếp ngay đó Lưu Trường nghiêm túc nói, thái học hiện nay không đảm nhận được trọng trách tuyển tài, phải thay đổi mới được. Đại vương nói đúng, đại vương vì quốc sự, không ngại đắc tội với bao nhiêu huân quý, thậm chí còn đại nghĩa diệt thân, nghiêm trừng cả người thân cận với mình. Ai, đại vương thực sự là hiền vương. Phù Khâu Bá lần nữa cảm khái, Lưu Trường nắm tay ông ta, Phù Khâu Công là đại hiền chân chính, nên theo bên quả nhân, để quả nhân luôn được nghe chỉ bảo. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 320, A Mẫu đánh Lưu An ấy. Lữ Hậu khẽ vung gậy gỗ trong tay, Lưu Trường cười xấu hổ, A Mẫu, con 16 rồi. Ừ, Lữ Hậu gật đầu, tới đây, nằm xuống. A Mẫu, con đã là A Phụ rồi. Hay là con đón An tới đây, giúp A Mẫu ấn nó xuống, đánh cho đỡ buồn. Nằm xuống. Lưu Trường chỉ đành nằm xuống, hét lên, A Mẫu không được như thế, quả nhân đã làm A Phụ rồi. Á, Cao Hoàng đế lại lần nữa hát vang trong Tiêu Phòng Điện, tiếng ca vang, vọng, dư âm dài mãi. Lữ Hậu nhìn gậy gỗ trong tay gãy làm hai thì kinh ngạc vô cùng. Lưu Trường xoa mông cười hì hì, A Mẫu không sao chứ, đừng để bản thân bị thương, hay là con tự đánh. Lữ Hậu tức giận ném gậy gỗ đi, chất vấn, nhãi con, ai bảo con tới thái học làm bừa. Còn bắt một đám con cháu huân quý, đánh bọn chúng không nhẹ, ném vào đình úy, con làm cái gì vậy hả? A Mẫu, con không làm bừa.
Lưu Trường từ dưới đất bật dậy, chẳng hề hấn gì hết. Hạ Ngạch Thái học vốn ít, đám người đó lại coi thường như vậy, chẳng lẽ không đáng đánh sao? Lữ Hậu nheo mắt hỏi, ta vì sao thiết lập Thái học? Lôi kéo chí sĩ thiên hạ, ra sức vì Đại Hán. Vậy huân quý trong triều có đáng lôi kéo, nên để họ ra sức vì Đại Hán không? À, đại khái là đáng. Vậy con quan tâm chúng có đi học không làm cái gì? Lưu Trường rất không vui, A Mẫu, những đại thần đi theo A Phụ tác chiến, ai nấy tuổi cao, dù Chu Bột, Trần Bình trẻ nhất cũng trên 50 rồi, ở địa phương càng như thế. Lần này con đi qua nhiều quận huyện, không thấy một người trẻ tuổi nào, đợi những người kia không còn nữa, chúng ta lấy ai ra quản lý quốc gia? Những kẻ trong Thái học sao? A Mẫu, lôi kéo sĩ tử trong thiên hạ là đúng, nhưng phải để họ học được bản lĩnh chứ. Quản lý thiên hạ không phải là chúng ta, mà là những quan lại kia. Nếu bọn chúng suốt ngày hoang phí thời gian, tương lai phái xuống địa phương, chỉ có trung thành mà không có năng lực thì sao? Lữ Hậu nghe vậy không còn giận nữa, ít nhất thằng nhóc này không phải làm bừa, con định thế nào? Con thấy trước tiên là phải chỉnh đốn Thái học, chuyên môn thiết lập quan chức, thiết lập chương trình học, dạy họ luật pháp, nông điền, thương cổ, lao dịch, quân sự. Phải dạy họ cái thực tế, không thể chỉ là nơi nuôi sĩ, mà phải là nơi dạy tài. Đợi khi các nơi đều thiết lập quốc học, số lượng sĩ tử nhiều rồi, chúng ta tiến hành khoa cử. Lưu Trường đắc ý nói, đây là biện pháp do con nghĩ ra, cứ 3 năm chúng ta lại tiến hành khảo hạch một lần. Để các sĩ tử thiên hạ tới triều đình, thi toán số, trị quốc, quân sự, luật pháp, thông qua đó mà bổ nhiệm. Lữ Hậu khẽ hừ một tiếng, thế thì khác gì thời Tần tổ chức lại khảo? Đương nhiên là khác ạ, đề mục chúng ta đưa ra phải khó, để tuyển chọn nhân tài ưu tú nhất. Tần lại khảo chỉ kiểm tra luật pháp, tuyển quan lại tầng thấp như đình trưởng, còn chúng ta chọn quan viên là chọn người có thể làm huyện lệnh. Năm xưa Lưu Bang cũng thông qua khảo hạch của Đại Tần để làm đình trưởng. Nghe Lưu Trường thao thao bất tuyệt, Lữ Hậu hồ nghi, đây là ý nghĩ của Giả Nghi à. Lưu Trường uất ức lắm, tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, A Mẫu, đây là ý nghĩ của con, không liên quan tới đám Giả Nghi. Thực sự là của con đấy. Được rồi, có lẽ có thể được. Trước kia Giả Nghi cũng từng nói tới khảo hạch, khi đó Lưu Trường đã nghĩ tới khoa cử, nhưng khoa cử dựa trên cơ sở, thống nhất tư tưởng, nếu không thi cái gì. Sau khi Trương Bất Nghi trách Thái học không dạy thứ thực chất, Lưu Trường tỉnh ngộ, đúng, thi thứ thực chất là được. Thi kinh văn điển sách gì chứ, phải thi làm sao quản lý địa phương, sao chấn hưng nông nghiệp, làm sao đối phó với tặc khấu. Kiểm tra mức độ lý giải với chế độ hiện thời, thế không phải xong à, ta sẽ đích thân làm chuyện này. Lữ Hậu hiển nhiên rất hứng thú với chế độ tuyển chọn quan lại, Lưu Trường bấy giờ mới cười nói. Vậy A Mẫu có thể để Phù Khâu Bá làm Thái học lệnh, tiến hành phân khoa, dạy các thứ khác nhau, quân sự cũng nên dạy. Còn thấy nên để Hoài Âm Hầu tới dạy quân sự, để đám sĩ tử cũng biết đánh trận thế nào. Lữ Hậu bừng tỉnh, thì ra đây là mục đích của con. Mục đích gì ạ? Ha ha, để Hàn Tín đi dạy sĩ tử, con muốn ông ta dạy ra thêm phản tặc à? Ha ha ha, A Mẫu, sư phụ cái gì cũng biết, chỉ không biết tạo phản thôi, làm lần nào hỏng lần ấy thì dạy ai? Ai muốn học? Chuyện này không được. Thái độ của Lữ Hậu rất dứt khoát, Lưu Trường nói, A Mẫu có thể phái người theo bên cạnh, để sư phụ chỉ dạy học, bản lĩnh đánh trận của ông ấy, ở Đại Hán ai bì kịp ạ? Nhân tài như thế mà không ra sức vì Đại Hán là tổn thất lớn. A Mẫu không yên tâm để ông ấy ra trận, sao không để ông ấy dạy người biết ra trận? Nếu A Mẫu nói ông ấy dạy đệ tử chỉ biết mưu phản, vậy con có mưu phản không? Lữ Hậu liếc y một cái, con chưa biết được. A Mẫu, sư phụ tặng con mấy cuốn binh pháp, Lưu Bất Hại xem xong thích vô cùng, cho rằng đây là tinh diệu của binh pháp. Đó chỉ là thứ sư phụ viết ra, nếu tự ông ấy dạy, sau này quan lại Đại Hán nói không chừng đều thiện chiến, ít nhất cũng hiểu chuyện cầm quân. Đại Hán sau này phải đánh với Hung Nô, đại thần không thể không biết cầm quân. Lưu Trường tha thiết nói, Lữ Hậu cười lạnh, con làm thế đều vì bảo vệ ông ta hả, ai dạy thế? Trần Bình ạ, để ta nghĩ đã. Vâng, Lưu Trường rời Tiêu Phòng Điện trở về Hậu Đức Điện, đang định gọi thì sững người. Tào Xu đang cùng một nữ tử nói cười gì đó, nữ tử này đang bế Lưu An trêu nó. Lưu Trường chợt thấy xấu hổ, chỉ đứng cười. Phàn Khanh đứng lên, nói với Lưu An, xem kìa, A Phụ ngốc của cháu về rồi. Khụ khụ, Khanh, lâu rồi không gặp.
Một năm trôi qua, Phàn Khanh không còn như trước nữa, lớn hẳn rồi, vốn là tiểu nha đầu bẩn thỉu, giờ khuôn mặt giống A Mâu, thanh tú xinh đẹp, còn có hai cái răng nanh đáng yêu. Lữ gia cái gì không nói chứ, nhan sắc đều cấp cao, muội thay đổi lớn quá. Lưu Trường nói, Phàn Khanh nhìn Lưu Trường vóc dáng gần đuổi kịp A Phụ, như con gấu lớn, cười nói, huynh cũng như vậy. Tào Xu giải thích, khi đại vương không có nhà, Khanh nhiều lần tới giúp thiếp chăm sóc An, thực sự cảm ơn muội ấy. Cảm ơn gì chứ, ta quen muội ấy bao năm rồi. Lưu Trường ngồi xuống bên, cầm nước lên uống vội, Phàn Khanh giao Lưu An cho Tào Xu, nói, vậy muội về trước đây. Tào Xu vội giữ lại, không bằng ở lại ăn đã. Đúng, đúng, ăn bữa cơm hãng đi, vội gì chứ. Lưu Trường cũng nói, Phàn Khanh chỉ đành ở lại, mọi người cùng ăn cơm. Lưu Trường hỏi tình hình Phàn Khoái và Di Mẫu, nàng đáp, họ đều rất khỏe, A Phụ rất nhớ huynh, thường nói tới huynh, huynh không tới bái phỏng. Ôi bận quá, về mấy ngày ta chạy khắp nơi, không có thời gian. Hôm khác đi, ta nhất định đi bái phỏng Di Phụ giờ còn ăn được như trước không? Không bằng đại vương, nhưng sức ăn vẫn rất lớn, vậy thì ta yên tâm rồi. Phải rồi, hôm nay ta đánh thị nhân một trận, muội về nói với Di Phụ, làm thế là vì muốn tốt cho hắn. Hắn chỉ đeo danh mà không đi học thì không thể thành tài được, tương lai hắn phải gánh trọng trách. Còn nữa, chuyện Thái Học bảo Di Phụ đừng lo, đợi chỉnh đốn xong sẽ kiếm lúc nào đó cho hắn quay lại. Ừm, muội sẽ nói với A Phụ. Ha ha ha, ta xưa nay ngưỡng mộ Di Phụ, luôn muốn cùng Di Phụ phân cao thấp. Nay vừa hợp thời cơ, muội giúp ta chuyển lời, lần này đi bái phỏng, nhất định sẽ tỉ thí với ông ấy, xem ai là người vũ dũng nhất Đại Hán. Lưu Trường vừa nói vừa thuận tay cầm xương dê trước mặt Phàn Khanh, bẻ ra cho nàng, người Phàn Khanh khẽ run lên, cúi đầu không nói. Tào Xu nhìn bộ dạng đó của nàng, có chút suy tư. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.